Giang Thiếu Phong, cậu ít nói phép đi. Cậu nói lá trà này là giả. Thì nó cũng là giả nhỉ, cậu muốn làm cái gì thế? Nơi sản xuất trà Tử Nhĩ, ở Hoa Phúc Nam Hải. Chứ không phải ở núi Phổ Nhi. Anh nói nhờ một người bạn mua từ núi Phổ Nghi. Thì xin lỗi, núi Phổ Nghi không bán loại trà này, đừng có xàm xí với ông đây. Cậu còn chưa đi qua núi Phổ Nghi mà, sao cậu biết được núi Phổ Nghi không có trà Tử Nhĩ? Trà Tử Nhĩ bởi vì tuổi của nó, nên lá trà có màu nâu đỏ và có rất ít sắc xanh. Điều đó không có nghĩa màu xanh đậm là không phải, mà màu đen cánh đó rất dễ làm giả. Không tin thì anh dùng nước sôi tráng qua đi, trà Tử Nhĩ thật sẽ tỏa hương thơm ngọt ngào, mà trà Tử Nhĩ giả sẽ tỏa ra mùi trà mạnh mẽ. Đủ rồi, Giang Thiếu Phong, cậu im miệng cho tôi. Trà Tử Nhĩ này là thật hay giả? Lẽ nào ta không phân biệt được sao? Hay là cậu cảm thấy ta đã giả nên mắt hoa rồi? Các vị đều ngồi vào chỗ đi. Bà nội, vừa rồi con không phải có ý đó. Vẫn là Giản Hạo hiểu chuyện. Nó đã giúp Châu gia ở khách sạn Tử Phúc có phòng riêng Vân Hải. Giang Thiếu Phong, cậu có biết phòng riêng Vân Hải này muốn đặt phải mất bao nhiêu tiền không? Nói cho cậu đi, ít nhất cũng phải có giá trị 7 con số. Tôn Kiến Hào này, tiền không coi là cái gì cả. Lẽ nào, anh ta còn tặng ta lá trà giả sao? Giang Thiếu Phong, phế vật như anh có hiểu lá trà không? Mà ăn nói xả lơ ở đây, đừng có lợi bụng ta suy bụng người, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai, tôi vẫn là nên nói với anh không đưa ra được trà Tử Nhĩ, không phải vì cái khác sao? Hoàn toàn, anh chính là một thứ rác rưởi sao? Cậu không đủ khả năng, không có nghĩa là Tôn Kiến Hào không đủ khả năng. Hiểu không? Đừng ở đó làm mất mặt người khác nữa, đi nhanh đi. Con rể đến cửa, đến mèo đen và mèo trắng còn không phân biệt được, còn dám chỉ nọ chỉ kia ở đây. Hơn nữa còn nói xấu con rể tốt của tôi. Tôn Kiến Hảo, Ngô Phượng Quyên, hiện tại bà biết rồi chứ gì, Tôn Kiến Hảo và Giang Thiêu Phong có khoảng cách lớn. Hôm qua tôi đã nói với bà, vẫn còn không phục. Là một kẻ hèn nhát thì vẫn là hèn nhát thôi. Bùn mãi mãi cũng không bước lên cao được đâu. Ha ha ha. Thật đáng xấu hổ. Cút đi. Bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho Lý Tử Dương để nó tới cầu hôn Hàm Vận. Ai? Giang Thiếu Phong. Phế vật cô, còn chưa tặng quà cho bà nữa. Xin thần thứ 60 của bà nội. Cô đừng có đi tay không đến chứ. Đúng thế. Cô cứ nói Kiến Hảo làm không phải. Vậy thì quà của cô đâu? Cô lấy ra đây, để tất cả chúng ta cùng xem. À, quà của cô đâu? Đưa ra đây đi. Nhanh đưa quà ra đi. Quà của tôi. Quà của tôi vẫn đang trên đường đến. Có lẽ sắp tới rồi. Ha 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 ha. Đang trên đường. Giang Thiếu Phong, tôi đoán cậu không phải ở trên Pinduoduo mua một chiếc vòng 9 tệ mà miễn phí vận chuyển đến đây chứ? Anh chàng chuyển phát nhanh này vẫn chưa kịp giao hàng cho cậu phải không? A a ha ha. Thiếu Phong, thực sự là của anh à? Sinh thần của bà nội, cậu lại mua quà trên Pinduoduo. Tôi cũng phục cậu rồi. Gì cũng không phải. Cậu cũng biết diễn đó chứ? Đồ thất bại. Sao giờ không diễn kịch nữa vậy? Không phải lúc trước diễn tốt quá sao? Hôm qua em đưa cho anh. Sao anh lại không cần chứ? Vợ à, em nghe anh giải thích. Alo, cậu đến đâu rồi? Thiếu gia đến ngay giờ đây. Đường tắc quá, hiện tại không đi được. CEO của tập đoàn hàng đầu đặc biệt đến đây chúc mừng sinh nhật của bà Châu. Chúc chị Phương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Long Tổng, cậu cũng khách sáo quá rồi. Em nghe nói khách sạn Tử Phúc hôm nay tiền thiếu, nhưng cũng phải chúc mừng sinh thần chị. Tiện giới thiệu chút. Long Tổng, tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy mà để tiền thiếu phải tổ chức sinh nhật chứ? Cái này đều là con rể tốt của tôi, là công lao của Kiến Hảo.
thì Tiền Thiếu mới đến chúc sinh thần tôi. Anh bạn này nhìn quen quá. Gia phụ là Tôn Thanh Phong đúng không? Chính xác. Á, hóa ra là con trai ngoan của Tôn Thanh Phong sao? Thật sự hổ phụ sinh hổ tử. À, cháu trai. Chút nữa có tiện giới thiệu Tiền Thiếu không? Không vấn đề. Tôi và Tiền Thiếu, không cần nói cũng biết là anh em tốt rồi. Cháu trai thật là sảng khoái. Đây có phải là vợ của Kiến Hào không? À, đúng vậy. Một chút thành ý hãy nhận lấy đi. Không cần đâu, 80 vạn không tính là nhiều. Ai? Trai đẹp xứng với gái xinh, anh sẽ trông kỹ em. Con rể của tôi ấy cũng có bản lĩnh đó chứ. Đến Tôn thiếu gia của khách sạn, Tử Phúc cũng quen biết. Ai nói không phải? Châu gia chúng ta lần này có thể đến khách sạn Tử Phúc, có thể dùng cơm ở một nhà hàng cao cấp như vậy, tất cả đều là nhờ công lao của Kiến Hào. Tôi lại phải nói, Kiến Hào chúng ta ưu tú như vậy, một thanh niên xuất sắc như vậy, cả kim linh này hiếm có khó tìm. Không giống phế vật kia, như giỏi trong nhà vệ sinh, ở đâu cũng thấy, có mặt ở đó, có thể thích con giỏi này, thật sự quá mù quáng rồi. Ha ha ha. Chị à, tại sao chị vãn chưa ly hôn? Tên thất bại Giang Thiếu Phong này thế, còn giữ lại đến Tết sao? Một người đàn ông không tiền không địa vị. Người đàn ông như vậy, cũng coi là đàn ông sao? Khách sạn Tử Phúc Tiền Văn Tuyên, đến chúc sinh thần cho bà Châu. Ai? Tiền Thiếu. Phế vật này. Không thể học hỏi từ Tôn Kiến Hào một chút à? Nhìn xem người ta. Đến cả Tiền thiếu gia của khách sạn Tử Phúc cũng quen biết. Nhìn lại cậu xem, chỉ quen biết có vài người mua rau từ một ông gia. Thật sự đúng là vô giá trị. Ai? Tiền Thiếu. Giang tiên sinh. Món quà của tôi đến rồi, tôi xuống lấy một chút nhé. Nhanh cút đi. Ngươi ở đây chỉ là thừa thãi thôi. Giang tiên sinh. Đi đâu vậy? Làm gì đó phế vật. Không còn mặt mũi để ở đây nữa. Nên chạy thôi. Tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là Long Tổng của tập đoàn hàng đầu. Aida, xin chào Tiền Thiếu. Phế vật. Cậu nói Giang Thiếu Phong là phế vật. Nhưng mà Tần Thiếu. Vậy thì Giang Thiếu Phong cũng chỉ là một đứa con rể nhà dâng đến cửa thôi. Được chọn vào Châu gia chúng ta. Đến công việc cũng không có. Chính là điển hình của kẻ thất bại. Ha ha ha. Những người trong Châu gia thật buồn cười. Mắt không biết nhìn người, thiển cận. Tiền Thiếu, chúng ta không cần nói về phế vật đó nữa. Kẻ thất bại lẽ ra không nên đến. Đó chỉ là một con ruồi. Anh ta thích đi đâu thì chúng ta cho hắn đi đó thôi. Đừng có làm hỏng nhã hứng của chúng ta. Tiền Thiếu, mời ngồi. Vào chỗ ngồi thì không cần đâu. Đợi chút tôi còn có việc. Cái này là tặng quà sinh thần cho bà Châu. Nhận lấy đi. Đây không phải là bắp cải ngọc bích sao? Tiền Thiếu, món quà này cũng quá quý giá rồi. Đối với Châu gia, có lẽ là một món quà hào phóng, nhưng đối với tôi mà nói, không đáng nhắc đến. Nếu Tiền Thiếu đã nói như vậy rồi, vậy thì lão già tôi nhận lấy món quà này đi. Tiền Thiếu, tôi kính cậu một ly. Tôi không thích uống rượu. Không uống rượu cũng được, có trà. Tiền Thiếu, hay là lấy trà thay rượu? Được. Nhanh rót trà cho Tiền Thiếu đi. Chính là dùng trà tử nhĩ mà chồng con mua đó. Mời Tiền Thiếu. Cách chào đón khách của Châu gia. Tiền Thiếu tôi được mở mang rồi. Tiền Thiếu, Châu gia có điểm nào không phải? Xin Tiền Thiếu chỉ rõ. Đúng vậy Tiền Thiếu, có chỗ nào tôi làm sai sao? Chiếc bắp cải ngọc này là giả. Giả? À không phải. Giả sao, Tiền Thiếu? Tôn Kiến Hảo, anh là đồ khố, nói đi. Tại sao anh lại dùng lá trà giả lừa người?
Hóa ra là Giang Thiếu Phong, không nói dối. Cha Tử Nhĩ này là thật hay giả? Chồng mau về rồi đi, lá trà của bọn họ là giả đó. Kiến Hảo, ta biết. Hôn lễ của con và Tiểu Cầm cứ thong thả từ từ đi. Bà nội, sinh lễ của con đều chuẩn bị xong hết rồi. Kiến Hảo, con đừng nói ta không cho con cơ hội. Như này đi, con hãy gọi điện cho Tiền Thiếu quay lại. Những lời vừa nãy xem như ta chưa nói gì. Khốn kiếp, lão tử không bản không biết số điện thoại của Tiền Văn Hiên, sao có thể gọi chứ. Tôn Kiến Hảo, anh mau đi gọi điện đi. Không gọi thì chúng ta chia tay. Điện thoại của tôi không có pin, ta hay đổi ngày khác đi. Tôi có sạc điện thoại. Thật ra điện thoại tôi hỏng rồi. Nói dối. Coi tôi là đồ ngốc à? Sớm muộn không hỏng, lại tình cơ hỏng vào lúc này. Em tìm anh có việc à? Hả? Giang Thiếu Phong, sao cậu vẫn còn mặt mũi quay lại? Tại sao tôi không thể quay lại? Sinh thần lần thứ 60 của bà nội, không mang quà đến đây, chỉ biết ngồi đây ăn cơm. Cậu có biết xấu hổ không? Sao mặt của cậu dày thế hả? Giang Thiếu Phong, anh nhanh cút đi. Hai tay anh không mang gì đến không thấy xấu hổ à? Cho ra chúng tôi vẫn chưa có một phế vật làm mất mặt như anh. Quà của cậu. Đây là cái mà em có thể tặng bà nội. Giang Thiếu Phong, cậu từ trên Pinduoduo mua đến cái gì thế? Sao lại đến cái để gói cũng không có? Làm phiền cậu, lần sau sẽ mua nó ở một cửa hàng nào đó đúng không? Giang Thiếu Phong rất tò mò. Một phế vật như cậu thì có thể đem đến được thứ nào? Mở ra đi, hãy cho chúng ta chiêm ngưỡng. Ai ra Giang Thiếu Phong? Cậu muốn cười chết tôi sao? Cậu ở trên Pinduoduo mua vòng cầu nguyện bằng sáp ong. Những hạt này cũng giả quá rồi. A a ha ha. Giang Thiếu Phong, người có mặt, cây có vỏ. Bóng đèn cần có thủy tinh. Nồi cần đáy, cá cần vảy. Đèn lồng đỏ cần người mang. Cũng như một kẻ không biết xấu hổ như tôi cũng anh. Là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai không cần mặt mũi? Tôi thấy cô mới không cần mặt mũi, vẫn còn dám nói tôi. Không tiền không đáng sợ, mà không tiền vẫn còn diễn kịch, đó mới chính là vấn đề của anh. Anh có biết hạt sáp ong thật có giá bao nhiêu không? Tròn 30.000 vạn. 5 năm trước, bà nội phải bán bao nhiêu gia sản để làm hạt sáp ong, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng cậu thì tốt rồi, lại lên Pinduoduo giúp bà nội thực hiện giấc mơ. Cậu cũng lợi hại quá nhỉ. Những hạt sáp ong này là thật đó. Ha ha ha. Là thật sao? Giang Thiếu Phong, ý cậu cái thứ vớ vẩn đó cũng là thật sao? Tôi muốn phỏng vấn Giang Tổng. Tại thời điểm này, trong túi của cậu có nổi 300 tệ không? Mà là sáp cần tới 3.000 vạn. Cậu lấy tiền ở đâu ra mua? Châu Chí Văn, cậu có gan to thật đấy nhỉ? Dám vứt đồ của tôi. Cậu thật sự nghĩ chúng tôi ở đây đều là trẻ con, không hiểu gì sao? Theo tôi thấy, bà nội, chuỗi hạt sáp ong này trên Pinduoduo chỉ hơn 50 tệ, nhiều nhất là 50 tệ. Tôi thấy thậm chí 50 nhân dân tệ cũng quá đắt đối với tôi. Hay là tôi ném nó đi cho cậu nhé. Mau vứt đi, ném đi càng xa càng tốt. Được rồi. Châu Chí Văn, cậu cũng to gan thật đấy. Dám vứt đồ của tôi. Tôi có cái gì mà không dám? Giang Thiếu Phong, cái thứ với vẩn này cậu mua trên Pinduoduo, mua 9 tệ còn được free ship, mà cậu cứ coi là bảo bối như vậy. Thành thật mà nói, 50 tệ cái này cũng quá đắt với tôi. Nghe lời, ngoan. Chút nữa lão tử sẽ cho cậu 500 tệ, còn giờ cậu vứt nó đi. Cậu có tin tôi? Đừng gây rắc rối, để em xử lý. Bà nội, con xin lỗi. Là con chưa đưa cho Thiếu Phong tiền, nên Thiếu Phong mới mang đến đồ kém chất lượng. Con xin lỗi, là con làm sai. Em xin lỗi gì thế? Hạt sáp ong này, nó đều là thật đó. Đừng nói nữa, không bà nội sẽ giận mất. Giận thì giận, dù sao nó cũng là diễn. Diễn đi, tiếp tục diễn. Nếu cậu không nhận được giải cây chổi vàng, tôi rất tiếc vì kỹ năng diễn xuất của cậu đấy. Đừng nói nữa, chuỗi hạt này có gì với cậu? Vị đại ca này không dễ gì, mọi người xem. Dù tuổi có lớn nhưng vẫn giao hàng. Cậu đừng đắc ý, rằng cậu sẽ giống anh ấy khi về. Cũng làm người chuyển phát. Này, nói đi, cậu là người thuộc tầng lớp thấp hơn, sao lại xuất hiện vào? Cậu vẫn nên sớm cút đi đi. Không phải, cậu là ai thế hả? Ông lui xuống trước đi.
được rồi, sau đây ta sẽ tuyên bố một chuyện. Mời bà nói. Cách đây không lâu, Châu gia chúng ta và công ty Cửu Lý, thành phố Kim Lang đạt được mối quan hệ hợp tác mà ta định để cho Chu Chí Văn, đại diện cho Châu gia chúng ta, cùng với công ty Cửu Lý, phát triển khu vực mới, cùng nhau xây dựng một quận mới thịnh vượng. Được. Cái gì, bà nội? Người cùng hợp tác với công ty Cửu Lê là con mà. Là cô thì sao hả? Theo thỏa thuận, ta không phải đã bán bất động sản cho cô rồi sao? Nhưng, được rồi em gái, anh nói em là phụ nữ. Sao giờ lại biến thành người không biết hài lòng như vậy? Bà nội đã giao bất động của Châu Du cho em rồi, em còn muốn như nào nữa? Ai, em thật sự nghĩ là bà đang làm từ thiện sao? Châu Chí Văn, chính anh đã ở bên bà nội, thì thầm với bà, để giành công lao của em, đúng không? Anh lấy công lao của em. Anh cần cướp không? Châu Hàm Vận, anh nói thật với em. Nếu không phải vì em sinh họ Châu, em nghĩ là công ty Cửu Lý sẽ cùng em ký hợp đồng sao? Cô chỉ là con chó. Châu Chí Văn, anh nói năng cho hẳn hoi nhé. Tôi nói có sai đâu. Cô chính là một con chó điên mà. Bắt nạt vợ tôi sao? Không phải chứ Giang Thiếu. Tên khốn này lại dám đánh tao. Đánh cậu thì đánh thôi, còn phải chọn ngày sao? Giang Thiếu Phong, đồ thất bại này, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không họ Châu. Đợi đấy cho tao. Alo Fika, em đây có chút chuyện. Anh tìm cho em mấy người đến đây xử lý một chút. Tốt nhất là gọi cho anh Dương. Ở đây, em sẽ gửi định vị cho anh. Đợi đó cho tao. Tao sẽ đánh chết mày, đồ thất bại. Đồ bỏ đi, rồi mày sẽ phải trả giá. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh quỳ gối xin lỗi vợ tôi, thì chuyện vừa nãy tôi có thể tha thứ cho anh. Không thì đừng trách tôi quay lưng. Mày muốn phản sao? Vậy thì tao muốn xem mày tí nữa sẽ quỳ như nào. Giang Thiếu Phong, chết đến nơi rồi, còn cứng miệng à? Anh không thực sự nghĩ rằng Châu Vận sẽ có thể cứu anh chứ? Tôi không cần người khác cứu, bởi vì cần xin sự thương xót chính là Châu Chí Văn. Ha ha ha, ha ha ha. Anh thật hết cứu nổi rồi. Vậy thì hôm nay xem, anh có thể thoát khỏi phòng Vân Hải này. Phế vật chỉ là phế vật, dễ tổn thương. Nếu cố tiến lên phía trước, cậu chỉ thấy mình không được may mắn thôi. Chồng à, chúng ta đi chúng thôi. Ta không đấu lại được Châu Chí Văn đâu. Anh không đi. Nếu em muốn đi, thì Châu Chí Văn vẫn sẽ bắt nạt em đó. Anh à, hay là thôi đi. Đừng gọi người nữa. Thiếu Phong anh ấy cũng không cố ý. Hàm Vận à, cô ít mang chồng đến đây thôi. Còn lão tử đã gọi điện rồi. Cô đừng có nói là bỏ đi. Tôi tha cho cô. Vậy thì Fika phải làm sao? Mà Fika cũng bỏ rồi, thì anh Dương phải thế nào? Cô đã nghĩ qua chưa? Vậy thì tôi sẽ yêu cầu Thiếu Phong xin lỗi anh ấy sau. Châu Hàm Vận à, nếu xin lỗi có tác dụng, vậy bạo lực còn có thể giải quyết vấn đề như nào? Châu Hàm Vận, cô đáng thương thật đấy. Đến bây giờ vẫn muốn lo cho người chồng vô dụng của mình. Nếu là tôi thì đã sớm cùng anh ta ly hôn rồi. Ha ha ha. Anh Phi, anh Dương đâu? Đến bây giờ đây, anh Phi. Thằng này bắt nạt em, vừa này còn đánh em rất đau. Xử anh ta đi. Thanh niên này, cậu cũng khá quá nhỉ. Đến bạn của anh Phi, cậu cũng dám đánh. Đợi chút anh Dương đến rồi, thì cậu sẽ chết thảm đó. Ai? Giang tiên sinh. À không phải, anh Giao Hàng. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đây là nơi cao cấp, tổ chức tiệc. Người có địa vị thấp vào đây làm gì? Cút ra ngoài. Muốn bị mắng đúng không? Cút. Không phải. Cậu đến từ công ty Giao Hàng nào vậy? Mà cái gì cậu cũng tham gia vào. Cậu có tin tôi gọi điện cho sếp của buổi việc không? Anh Phi, đừng quan tâm người thiếu hiểu biết này. Sao thế? Anh Phi đừng quan tâm anh ta. Người Giao Hàng này không thông minh. Ha ha ha, đừng quan tâm anh ta. Anh Phi, không phải đánh em, anh phải đánh hắn chứ. Châu Chí Văn,
Anh Dương, cậu cũng dám chửi. Chán sống rồi đúng không? Anh Dương. Vừa nãy cậu cũng mắng anh Dương rồi. Đúng không? Đại ca em không có. Đừng có nói phét. Ai ra, cậu đến đây. Đánh cho tôi. Ây, đại ca em sai rồi. Bà nội cứu con. Ai ra, các cậu đang gây rắc rối ở phòng Vân Hải. Lẽ nào không sợ tiền thiếu, tìm đến tính sổ à? Đúng vậy, tiền thiếu. Thiên Vương dù có đến cũng vô dụng. Đánh cho tôi. Ai đại ca? Anh Dương. Em sai rồi. Em xin lỗi. Em sai rồi. Nếu lời xin lỗi có ích, thì bạo lực sao giải quyết được vấn đề? Các vị đại ca, tôi cầu xin đánh bạn trai tôi nữa. Lời tôi vừa nói cô không nghe rõ à? Thiên Vương dù có đến cũng vô dụng. Ây các vị đại ca, hay là bỏ đi thôi. Đừng đánh nữa, chúng ta đi. Châu Chí Văn, không phải cậu tìm người đánh tôi sao? Sao bản thân lại bị đánh rồi? Giang Thiếu Phong, cậu đang vênh mặt cái gì thế? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải anh Dương làm thêm giao hàng chuyển phát nhanh, lão tử có mắt như không thấy Thái Sơn, thì cậu giờ đang nằm trong bệnh viện rồi đó. Chính xác. Nếu không phải hôm nay cậu may mắn, thì cậu cũng ra bã rồi. Phế vật. Tôn Kiên Hảo, không phải nãy cậu nhìn giống như con chó sao? Tôi nói cho cậu biết, lão tử không cùng con chó như cậu phí lời nữa. Tôi vẫn còn chút chuyện. Cô ở đây chăm sóc bà nội, tôi đi đây. Ai? Sao anh lại đến đây rồi? Là tôi gọi anh ta qua đây. Mẹ, mẹ gọi Lý Tử Dương đến đây làm gì? Đây là bữa tiệc của Châu gia. Con gái, ai nói Lý Tử Dương không phải người của Châu gia chứ? Hôm nay anh ấy đến đây chính vì cầu hôn con. Cầu hôn? Lý Tử Dương, cậu là thứ gì vậy hả? Cậu có cần mặt mũi không? Cậu cũng xứng cầu hôn vợ tôi á? Kẻ hèn nhát kiểu Giang, cậu đừng hét nữa. Dọa vợ chưa cưới của tôi thì làm sao? Cậu có muốn còn chút mặt mũi không? Giang Thiếu Phong, anh có thể tự giác một chút được không? Anh không thể mang lại hạnh phúc cho Chu Hàm Vận. Lý Tử Dương cũng qua đây để cầu hôn rồi. Cậu mau cút đi đi chứ. Châu gia chúng tôi không chào đón thứ rác rưởi như anh. Không sai. Giang Thiếu Phong, bây giờ tôi vô cùng ghét cậu. Cậu ở đâu thì cút về đó đi. Đều im lặng chút đi. Lý Tử Dương, con nói con muốn cầu hôn Châu Hàm Vận. Bà già cũng có chút tò mò. Cậu lấy cái gì đến cầu hôn Châu Hàm Vận? Bà à, tôi đã giúp Châu gia đàm phán hợp tác với công ty Cửu Lý thành công rồi. Thì không biết thế đã đủ chưa? Lý Tử Dương, cậu có chút mặt mũi nào không? Công ty Cửu Lý rõ ràng là sau khi tôi có cất lời thì bọn họ mới đồng ý hợp tác. Vậy thì có liên quan gì tới cậu? Cậu đánh tiếng sao? Phế vật họ Giang, đừng nghĩ bản thân tài giỏi nữa, được không? Người ta biết rõ rằng Giang Thiếu Phong cậu chỉ là một người lêu lổng nương nhờ nhà vợ, đến cả công việc cũng không có, thì cậu lấy cái gì mà đánh tiếng được với công ty Cửu Lý? Ta ha ha ha. Hay là nói ở trong mơ đánh tiếng cho họ vậy? Ha ha ha. Giang Thiếu Phong, sao anh lại bắt đầu diễn rồi? Anh đến công ty Cứu Lý để dọn dẹp vệ sinh, cũng không chắc có người muốn anh. Nói gì đến anh đánh tiếng cho họ? Anh là đến làm trò hề đúng không? Châu Hàm Vận, những lời Lý Tử Dương nói là thật sao? Bà à, công ty Cửu Lý thật ra đã nói con có quý nhân trợ giúp. Ai? Tử Dương, vất vả cho con rồi. Xem ra con đối với Châu gia ta tận tâm tận lực cống hiến nhỉ. Bà gia ta liền cho Hàm Vận. Đợi đã, các người không tin tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ gọi cho Vương Phúc Quý của công ty Cứu Lý. Giang Thiếu Phong, anh đừng làm cho tôi buồn cười nữa được không? Anh là muốn tôi cười chết à? Giang Thiếu Phong, anh đừng làm cho tôi buồn cười nữa được không? Anh là muốn tôi cười chết à? Vương Phúc Quý là ai? Là chủ tịch của công ty Cửu Lý. Chủ tịch? Kẻ thất bại, anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa được không? Anh quen được Vương Phúc Quý, vậy thì tôi là đại cổ đông của công ty Cửu Lý. Tiểu Cầm, đừng nói nữa. Em chính là nói mãi mà không tin. Một người giả vờ ngu, bởi vì người đó ngu.
và cũng ngu đến chết luôn rồi. Này phế vật, không phải cậu muốn gọi cho Vương Phúc Quý sao? Bây giờ cậu lấy điện thoại ra, lập tức gọi đi. Nhớ bật loa ngoài, chúng tôi. Rửa tai lắng nghe, các người đợi đó cho tôi. Tôi sẽ vạch trần những lời dối trá của cậu ngay bây giờ. Cậu gọi đi. Tôi cũng không tin con rể vô dụng như cậu còn có thể quen được Vương Phúc Quý nào. Ha ha ha. Người dùng bạn đã gọi tạm thời không khả dụng, không thể kết nối vào lúc này hoặc đã tắt máy. Ây. Tắt máy, ha ha. A ha ha. Vương Phúc Quý tắt máy rồi, chút nữa tôi sẽ gọi lại. Ồ. Đủ rồi, đồ vô dụng này. Mặt mũi của Châu gia chúng tôi đều bị cậu làm cho mất sạch rồi, cậu vẫn còn đợi cái gì? Bây giờ cậu cút đi cho tôi. Giang Thiếu Phong, coi như tôi cầu xin cậu, đừng tự làm mình xấu hổ ở đây nữa, được không? Cậu thực sự coi phòng riêng Vân Hải đây thành sân lớn phải không? Tôi nói cậu cả ngày cứ diễn mãi, không thấy mệt sao? Cậu nói xem Châu Chí Văn rốt cuộc đã phạm tội gì vậy? Mà đời này tôi lại có một người họ hàng vô dụng như cậu, vô tích sự. Giang Thiếu Thành, anh mau cút đi. Hãy để Lý Tử Dương và Châu Hàm Vận bên nhau chọn đời còn lại. Lý Tử Dương và Châu Hàm Vận ở bên nhau còn hạnh phúc hơn là bên cạnh anh. Tại sao tôi phải đi? Không muốn đi. Giang Thiếu Phong, anh giữ chút mặt mũi đi có được không? Đúng là điếc không sợ súng. Đi chết đi. Giang Thiếu Phong, Châu gia bọn ta không hoan nghênh đồ vô dụng như cậu. Cậu có nghĩ hiện tại cậu bây giờ có bị thừa thãi ở đây không? Cậu có thấy xấu hổ hay không? Không sai. Giang Thiếu Phong, cậu đi đâu thì cút về đó đi, đừng để bị chửi nữa, ha ha ha. Người dùng bạn đã gọi tạm thời không khả dụng hoặc tắt máy. Đừng phí công nữa, Giang Thiếu Phong, anh đừng gọi nữa. Anh có mệt mỏi khi phải giả vờ không? Ai ra, Tiểu Giang à, hay là như này đi, tôi đến giúp anh gọi cho người của công ty cửu lý nhé. Thấy sao, tôi chính là muốn giúp cho Thiếu Phong. Quản lý Chu, là tôi, Lý Tử Dương. Ây, tôi muốn hỏi, công ty cửu lý các cậu có người tên là Giang Thiếu Phong không? Giang Thiếu Phong là ai? Không quen, không có người này. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Quản lý Chu, đến chủ quan thương mại của công ty cửu lý. Đến anh ta còn không biết Giang Thiếu Thần. Vậy thì, Lý Tử Dương anh cần gì phải làm nhiều như thế? Anh không gọi tôi cũng biết. Giang Thiếu Thần không thể có mỗi liên hệ với công ty cửu lý. Tôi chỉ đơn thuần là muốn giúp Giang Thiếu Thần thôi. Tôi thấy, vẫn là Tử Dương ở thành phố này. So với tên vô dụng Giang Thiếu Phong vẫn mạnh hơn nhiều. Hàm Vận, em thấy sao? Mẹ hay là để Hàm Vận gả cho Tử Dương đi? Tôi thấy cũng được. Cái gì mà quản lý Chu? Anh ta căn bản không xứng quen biết tôi. Ngay cả quản lý Chu cũng không đủ tư cách để biết cậu sao? Phế vật họ Giang, đồ ngốc như cậu mà cũng có người biết à? Lý Tử Dương, đừng để ý tới tên ngốc Giang Thiếu Phong này. Mấy câu này còn ai không nói được? Nói có lý đấy. Hàm Vận, em xem hôn lễ của chúng ta lúc nào thì tiến hành nhỉ? Xin lỗi, tôi sẽ không kết hôn cùng anh. Không cùng anh kết hôn? Hàm Vận, em có ý gì? Chẳng lẽ em vẫn còn quan tâm đến phế vật này Giang Thiếu Phong này sao? Anh ta có thể cho em cái gì? Đúng, Giang Thiếu Phong vô dụng. Anh ấy không xu dính túi. Anh ấy không ăn to nói lớn. Nhưng trong 3 năm qua, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Khi tôi bị cảm vào mùa đông, anh bất chấp gió lạnh mua thuốc cho tôi. Em sợ nắng nóng mùa hè, anh ấy có thể che nắng cho tôi. Mỗi ngày đều mua cho tôi bữa sáng, mua cháo. Khi tôi đi làm, anh ấy nấu ăn và làm việc nhà cho tôi. Thời gian trôi qua, đến con chó cũng có tình cảm, chứ đừng nói đến con người. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Sau này anh đừng nói linh tinh nữa, biết chưa hả? Cảm ơn vợ. Hôm nay anh đã nắm tay em, sau này anh sẽ cho em cả thế giới. Vẫn chém gió hà. Giang Thiếu Phong, hãy cút đi cho ta. Tất cả đều vì cậu. Hôm nay con gái tôi làm điều sai trái. Con gái, nếu hôm nay con không gả cho Lý Tử Dương, mẹ sẽ chết cho con xem. Mẹ làm gì thế? Dì đừng nhu bằng ư vậy mà. Tử Dương, cậu đừng khuyên tôi. Hôm nay dù có như nào,
Tử Dương, cậu không cần khuyên tôi. Hôm nay dù có như nào, hôm nay dù có như nào. Đủ rồi, Ngô Phượng, cô có ý gì vậy hả? Một Giang Thiếu Phong này còn chưa đủ xấu hổ sao? Cô còn muốn ở đây gây sự. Sau này để Châu gia chúng ta ở Nam Kinh này ngẩng mặt như nào. Hứa nguyện đặc biệt đến chúc thọ lão thái thái. Hứa nguyện, người cầm lục nhãn mai hoa, là một người giám định kho báu nổi tiếng ở tỉnh Giang, sao lại đến đây? Bà à, bà còn quen cả Hứa Nguyện đại sư à? Bọn ta là bạn cấp 3. Mai Phương, lâu rồi không gặp. Cũng đã 10 năm rồi. Ông xem ông, kể từ khi ông trở nên nổi tiếng, không cách nào có thể liên lạc được. Ai ra do quá bận. Mời ngồi, mời ngồi. Đúng thật là Hứa đại sư. Trong đời vẫn có thể nhìn thấy được thứ này. Không phải chứ Hứa đại sư, ông lấy cái rác rưởi này làm gì? Nào để tôi xem vào thùng rác. Rác, cậu nói đây là rác á? Đây không phải rác sao? Cậu thì hiểu cái gì? 9 hạt cầu nguyện tích hợp lại, không có chút nhân tạo nào cả, dấu vết để lại. Thật sự quá tốt rồi, sáp ong được chiết xuất tự nhiên. Chuỗi hạt này ít cũng vài nghìn vạn. Đây là ai đã ném chiếc hạt cầu nguyện này? Vòng cầu nguyện này chính là tên phế vật này ở trên Pinduoduo mua hàng giả với giá 9 tệ. Ây, tôi nói đại sư, ông đưa cái vòng này cho tôi giúp ông vứt vào thùng. Đừng sờ nữa, mắt của ông kìa. Đúng vậy, chính là hàng bắt trước, hãy vứt những hạt cầu nguyện này đi. Hàng tái dựng sáp ong chất lượng cao này là một sản phẩm thủ công do thiên nhiên để lại, ai có thể bắt trước được hạt sáp ong này? Thật ra, đưa vòng cho tôi, các người giúp người không biết phân biệt đúng sai. Tôi không tặng hạt này cho các người nữa. Ai ra Giang Thiếu Phong, đó là tất cả cho sự kiêu ngạo của cậu. Tôi nói cho cậu, chính là cậu ở trên Pinduoduo mua cái thứ này đến đây. Ai thấy lạ? Cậu thật sự nghĩ là Châu gia chúng tôi quan tâm à? Cầm lấy cút đi. Chỉ có phế vật như anh mới coi thứ trên Pinduoduo, coi chúng là báu vật thôi. Pinduoduo thì sao? Dù có chuỗi hạt này không có giá trị, còn hơn Tôn Kiến Hảo tặng lá trà giả đi. Anh, cô đã bao giờ nghe câu nói trà giả có thể gây hại cho con người? Giang Thiếu Phong, anh có tôi sẽ nát miệng anh. Cô cứ thử xem. Tôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Được. Chúng ta không kẻ bắt nạt. Những người cứ phải dựa vào sức mạnh của người khác. Đi thôi, rác rưởi mau cút đi. Đem cái thứ rác rưởi trên Pinduoduo này cút càng xa càng tốt. Bà con vẫn còn chút chuyện nên đi trước. Ây, thật xin lỗi, hôm nay mọi người biến thành kẻ ngốc, để cậu chê cười rồi. Không sao, món quà nhỏ này xin hãy nhận lấy. La Dài, ông cũng quá khách sáo rồi. Người đàn ông nổi tiếng đến từ tỉnh Giang Nam này, bậc thầy đánh giá kho báu, thì sẽ có thể tặng quà như nào nhỉ? Anh đưa hạt cườm này cho em đi. Bà không cần thì em đeo là được. Kết hôn 3 năm rồi, anh còn chưa mua quà gì cho em. Chiếc vòng Phật này mua trên Pinduoduo, liền cho em để làm quà đi. Chỉ là sau này anh đừng có mua trang sức rẻ tiền như vậy chứ. Nếu vợ thích nó, vậy thì cho vợ đeo đi. Nhưng đừng để bị đồng nghiệp của em lừa. Lấy nó đi. Một chiếc vòng Phật trên Pinduoduo thì ai lừa? Chào buổi sáng. Tốt, tôi một chút cũng không khỏe. Giang Thiếu Gia, ngài đây là... Có ai ở Nam Kinh xúc phạm ngài sao? Vương Phúc Quý, tôi hỏi ông, tại sao hôm qua điện thoại ông tắt máy? Thiếu gia không giấu cậu, hôm qua tôi về quê thăm con gái. Hôm qua là sinh nhật 3 tuổi của con gái tôi. Tôi là một người cha, vì công việc bận, 2 năm rồi đã không ở bên nó. Vì thế hôm qua tôi tắt điện thoại đi, vì muốn ở bên con gái của tôi, làm tròn trách nhiệm của người cha. Được rồi, ông lui xuống trước đi. Sao lại là anh? Anh đến công ty Cửu Lý làm gì? Tôi đến làm việc. Hô, không nhìn ra, anh lại sẵn sàng đi tìm việc đấy. Hết cách thôi, vì cuộc sống mà. Một chút nữa anh rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, đều rất lâu không gặp rồi. Được thôi. Giang Thiếu Phong, ăn cơm thì thôi đi. Tôi chút nữa còn đến công ty Cửu Lý, còn có việc làm. Đại Ngọc Kỳ, cô có việc gì chứ? Có cần tôi giúp không? Không cần đâu.
chỉ là một con rể vô dụng, có thể giúp rồi cái gì? Đại Ngọc Kỳ, mọi người đều là bạn học với nhau. Cô nói những lời này cũng quá đau lòng rồi đi. Đại Ngọc Kỳ, mọi người đều là bạn học với nhau. Cô nói những lời này cũng quá đau lòng rồi đi. Giang Thiếu Phong, lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Một người con rể vô dụng như anh, cũng chỉ là có một người phụ nữ nuôi thôi. Hay là không thì kẻ thất bại như anh, sống ở Nam Kinh thì cũng sớm chết rồi. Ngọc Kỳ, người ta cũng có ý tốt, nên không cần chọc vào chỗ đau, chọc vào chỗ đau. Tôi cũng là vì tốt cho anh ta. Cách làm người ấy, quan trọng nhất là nắm rõ được vị trí của bản thân. Giống như Giang Thiếu Phong bám váy phụ nữ, nên ở trong nhà, giúp vợ nuôi con đi. Đừng ra ngoài và khoe khoang với người khác. Không cần giúp thì thôi đi. Hứ, Ngọc Kỳ, đều là bạn học mà. Cậu làm thật sự có chút quá đáng rồi. Tôi quá đáng. Anh ta, Giang Thiếu Phong, là con gì lại còn giả vờ đến công ty Cửu Lý? Anh ta không quá đáng á? Giả vờ đến công ty Cửu Lý làm việc. Ý của cậu là Giang Thiếu Phong không phải ở công ty Cửu Lý làm việc sao? Chính anh ta, giống như Giang Thiếu Phong, kẻ thua cuộc như vậy, cũng xứng ở công ty Cửu Lý làm việc sao? Nhìn thấy chưa? Ở công ty Cửu Lý, người đến làm việc, tất cả đều phải mặc vest. Vậy anh ta tại sao lại lừa chúng ta? Chết cũng không mất mặt. Rác rưởi như Giang Thiếu Phong, không biết người phụ nữ nào xui xẻo, nhìn chung chứ chắc thất bại như anh ta. Ngọc Kỳ, tớ nhớ lúc đi học, hình như cậu từng thích Giang Thiếu Phong. Tôi thích anh ta, không thể nào. Đấy là các bạn trêu, đừng nói nhảm nữa. Nhưng cậu lúc đó, ai được rồi, cậu đừng nói nữa, đều là những chuyện đã qua rồi. Nếu để người khác biết tôi từng thích Giang Thiếu Phong, phế vật đó, vậy sau này ở thành phố Nam Kinh này không có mặt mũi nữa rồi. Không nói với cậu nữa, tớ còn có cuộc phỏng vấn ở công ty Cửu Lý, chút nữa sẽ muộn mất. Mời vào. Vương Tổng. Vương Tổng xin ngài đó. Ông hãy cho tôi diễn vai nữ ba được không? Chỉ cần ông đáp ứng tôi, cái gì tôi cũng có thể cho ông. Ngọc Kỳ, quay về đợi thông báo đi. Chọn diễn viên do Giang Tổng phụ trách, tôi không thể cho cô câu trả lời. Sao rồi Ngọc Kỳ, công ty Cửu Lý chấp nhận cô diễn vai nữ ba rồi sao? Không biết, ngày mai mới biết. Yên tâm đi Ngọc Kỳ, cậu xinh đẹp như nhất vậy, định sẽ được nhận. Tài liệu này mời ngài xem qua. Tài liệu gì? Đây là danh sách diễn viên. Danh sách diễn viên. Công ty Cửu Lý còn quay phim sao? Công ty Cửu Lý có tới 18 rạp chiếu phim. Có 5 công ty điện ảnh và truyền hình. 8 công ty truyền thông. Chỉ là những thứ này đều là của thiếu gia ngài. Đại Ngọc Kỳ. Vương Thúc, Đại Ngọc Kỳ này là sao? Dạ thiếu gia. Đại Ngọc Kỳ này muốn trở thành nữ chính thứ 2 trong bộ phim mới. Nói nu vậy. Đại Ngọc Kỳ đến công ty Cửu Lý là vì muốn làm minh tinh sao? Đại Ngọc Kỳ này cũng gọi là có chút sắc. Nếu ngài muốn, để Đại Ngọc Kỳ diễn nữ chính đi, những diễn viên còn lại Vương Thúc xem rồi sắp xếp đi. Để cho Đại Ngọc Kỳ làm nữ chính sao? Có vấn đề gì à? Không có, không có. Thiếu gia giờ tôi đi sắp xếp. Tôi được diễn nữ chính rồi. Không phải nằm mơ chứ. Được đó Ngọc Kỳ à. Sau này cậu được quay phim rồi. Tôi cũng không ngờ được. Sự nghiệp của cô đang đi lên. Hay là mời bạn học đến chúc mừng chút. Vậy cậu giúp tôi liên hệ đi. Được, tôi sẽ gửi tin nhắn cho Giang Thiếu Phong.
Cậu nói Giang Thiếu mời hắn làm gì? Nhìn tên thất bại đó tôi lại thấy buồn nôn. Nhưng tôi đã gửi tin nhắn rồi. Cái gì? Cậu đã gửi tin nhắn đi rồi sao? Mau thu hồi lại cho tôi. Giang Thiếu Phong, tiệc bạn học nhất định tới. Tên vô dụng này, làm gì cũng không được. Đến ăn thì hồ hởi lắm. Được rồi Ngọc Kỳ đừng giận nữa. Nếu cậu ghét anh ấy thì tệ nhất ở bữa tiệc để tớ ngồi cùng anh ấy. Đấy là cậu nói đấy nhé. Dù sao, tôi cũng sẽ không ngồi với anh ta. Mẹ, Hàm Vận, hai người sao thế? Nhà chúng ta bị cướp à? Giang Thiếu Phong, còn không phải vì tên vô dụng cậu. Châu Gia mới quay ra bắt nạt con gái tôi. Châu Gia bắt nạt Hàm Vận sao? Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Châu Gia không biết dùng thủ đoạn gì, lại để bất động sản của Châu Gia đến 800 vạn. Cái gì? Châu Gia sao lại như vậy? Sao lại như thế? Sao lại có thể để công ty đăng cho em chứ? Em còn không phải là vì, không phải vì cậu. Một tên vô dụng, đồ thất bại, cậu nghe rõ chưa? Còn đứng ngây ngốc làm gì? Còn không đến nhà Châu Chí quỳ xuống xin lỗi gì? Đều là vì tên vô dụng như cậu. Ở phòng riêng Vân Hải đánh Châu Chí Văn, đó là lý do con gái tôi phải chịu trách nhiệm. Cậu là người hại nó. Cái gì? Châu Chí Văn bảo tôi quỳ xuống. Tên ngốc đó ở phòng riêng Vân Hải bị đánh vẫn không thành thật, vẫn còn đến. Vợ à, em đừng lo. Châu Gia bắt nạt em, anh sẽ giúp em đòi lại công đạo. Con có tên Châu Chí Văn, ngày mai anh sẽ để cho hắn quỳ ở trước cửa nhà chúng ta. Để cho cậu chém gió. Chém đi, cút đi. Lập tức dừng tất cả những hợp tác cùng Châu Gia. Nói với Châu Gia, công ty Cửu Lý chỉ cùng với Châu Hàm Vận hợp tác, những người khác đều cút cho ta. Vào đi. Chào Vương Tổng. Vương Tổng, tôi là Châu Chí Văn, là Châu Gia chúng tôi, người hợp tác cùng công ty Cửu Lý. Đồng thời, tôi cũng là giám đốc phát triển của khu mới Nam Kinh. Hân hạnh, hân hạnh. Châu Chí Văn, cậu cút đi. Công ty Cửu Lý chúng tôi sẽ không cùng Châu Gia hợp tác. Châu Chí Văn, cậu cút đi cho tôi. Công ty Cửu Lý chúng tôi sẽ không cùng cậu hợp tác đâu. Vương Tổng, ngài đang đùa tôi đúng không? Ngài đừng quên, chúng ta đều đã ký hợp đồng rồi. Nói đùa, ha ha ha. Ban đầu cùng công ty Cửu Lý đàm phán là Châu Hàm Vận. Bây giờ, Châu Gia lại bảo cậu phụ trách phát triển vùng đất mới Nam Kinh. Sao nào? Châu Gia bây giờ có năng lực liền, không coi công ty Cửu Lý ra gì rồi sao? Không không không, Vương Tổng, chuyện không phải như thế. Ngài nghe tôi nói, bớt phí lời. Cậu cút đi cho tôi. Vương Tổng, công ty Cửu Lý chúng tôi chỉ cùng với Châu Hàm Vận hợp tác. Vương Tổng, ngài nghe tôi giải thích, thật ra chuyện vẫn còn rất nhiều. Ngài phải nghe tôi giải thích, vẫn không cút đúng không? Ta. Tôi đi. Tôi đi bây giờ đây. Bà nội. Không ổn, có chuyện rồi. Là Chí Văn à? Châu Gia chúng ta cùng với công ty bây giờ hợp tác sao rồi? Ở vùng đất mới Nam Kinh thì xây dựng công viên trước. Thì công ty Cửu Lý nói bọn họ không cùng Châu Gia hợp tác nữa. Con nói cái gì? Công ty Cửu Lý còn nói ông ta nói Châu Gia chúng ta đã tự đổi người phụ trách, là chúng ta không tôn trọng bọn họ. Còn nói bọn họ chỉ cùng Châu Hàm Vận hợp tác. Chí Văn, đây là thật sao? Rất chính xác, bà nội. Cái đồ vô dụng. Bà à, sao bà lại đánh cháu? Đừng có gọi ta là bà nội, ta không có đứa cháu như cậu. Bà à, lúc đầu nếu không phải cậu nói nhăng nói cuội thì Châu Gia chúng ta sao có thể cùng công ty Cửu Lý không còn quan hệ gì chứ? Bà ơi, cháu sai rồi. Bà nội, Châu Chí Văn, tôi nói cho cậu biết, không biết ngày mai cậu dùng cách gì, cậu phải thuyết phục Châu Hàm Vận cùng với công ty Cửu Lý đạt được hợp tác. Nếu hợp tác giữa hai nhà không còn nữa,
thì cậu hãy cút khỏi Châu gia cho ta. Nghe thấy chưa? Cháu đi bây giờ đây. Bà nội, cháu đi bây giờ đây. Bây giờ đi ngay ạ. Ai vậy? Đừng đánh tôi. Tôi nói cho cậu biết, một người hạ đẳng như cậu thở ra thôi cũng khiến tôi thấy bẩn rồi. Cách xa tôi một chút. Bảo Châu Hàm Vận ra đây cho tôi. Vợ tôi không muốn gặp anh vì anh quá ngu ngốc rồi. Khốn kiếp, cho cậu chút mặt mũi rồi. Giang Thiếu Phong, tôi tìm Châu Hàm Vận có việc gấp. Phiền cậu mời cô ấy ra ngoài. Cảm ơn. Muốn gặp vợ tôi hả? Cũng được. Chỉ là cậu phải quỳ trước đã. Vợ tôi nói rồi, anh quỳ xuống thì vợ tôi sẽ gặp. Cô ta đã nói thế thật sao? Ai, thôi bỏ đi, bỏ đi. Muốn tôi quỳ đúng không? Được, tôi quỳ. Tôi quỳ là được chứ gì? Giang Tổng, tôi đã quỳ rồi. Cậu có thể bảo Châu Hàm Vận ra đây không? Châu Chí Văn, sao anh lại quỳ? Giang Thiếu Phong, là cô bảo tôi quỳ đó. Tôi. Đúng thế, ai bảo anh bắt nạt chồng tôi? Em à, là do anh không phải. Ngày mai anh, khi ở trong điện thoại, tôi không nên sỉ nhục cô và Giang Thiếu Phong. Coi như tôi không đúng. Xin lỗi. Nói đi, có chuyện gì? Là như này. Ngày mai, có thể mời cô đi một chuyến đến công ty Cửu Lý. Tự mình đi một chuyến. Đến công ty Cửu Lý ấy, tại sao chứ? Còn có thể vì sao chứ? Công ty không cùng với tên ngốc như anh ta hợp tác nữa. À, còn có chuyện này à? Vì thế em họ à, em hãy bày tỏ lòng thương xót vì Châu gia. Ngày mai cô nên em bắt buộc đến công ty Cửu Lý một chuyến rồi. Ta. Được, ngày mai em sẽ đi. Ôi, ôi em họ, em đồng ý là tốt rồi. Không ngăn cản hai người trò chuyện nữa. Anh đi trước đây. Đồ ngốc chạy cũng nhanh đấy chứ. Sao anh lại biết Châu Chí Văn hôm nay sẽ chạy tới cửa nhà của chúng ta? Bởi vì anh đã gây áp lực lên công ty Cửu Lý. Để cho công ty Cửu Lý không hợp tác cùng tên ngốc Châu Chí Văn đó nữa. Lần sau đừng có nói năng lung tung nữa. Em không tha thứ cho anh đâu. Ừ, anh đi nghe máy chút. Thiếu Phong, buổi họp lớp buổi chiều được chuyển sang Sơn Trang Thiên Phủ. Ta, được rồi, 6 giờ chuẩn tôi sẽ đến. Ai vậy? Người phụ nữ nào tìm anh? Nói buổi họp lớp tối nay. Đến sớm một chút, đừng đùa giỡn với những người phụ nữ đó. Nếu trước 12 giờ còn chưa về nhà, thì sau này anh đừng nghĩ đến việc quay về. Biết rồi, anh đi đây. Chuyện của Châu gia, ông làm không tồi. Mời vào. Vương Tổng, Chu Tổng của tập đoàn Kim Nguyên tìm ngài, để cho anh ta vào đi. Được thôi. Vương Tổng, Chu Đại Sơn, sao lại đem con trai đến đây? Chào chú Vương. Nghe nói, công ty Cửu Lý đổi chủ tịch rồi. Lần này là một nhân vật lớn. Tôi vẫn không biết là ai. Tôi đem con trai đến đây, muốn đến thăm hỏi một chút. Chu Đại Sơn, tập đoàn Kim Nguyên các anh, nhiều công ty ở Nam Kinh, nhiều không kể hết. Các người đến hỏi Giang Tổng của bọn ta làm gì. Công ty Cửu Lý chúng tôi không thể cùng tập đoàn Kim Nguyên hợp tác. Anh Vương, chúng ta đã có 20 năm giao tình rồi. Anh thậm chí đến việc này cũng không giúp được tiểu đệ sao? Đúng là tập đoàn Kim Nguyên chúng tôi ở Nam Kinh là một doanh nghiệp nhỏ. Nhưng tôi cũng có ước mơ mà. Nói không chừng công ty Cửu Lý chủ tịch mới được bổ nhiệm sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Kim Nguyên thì sao? Vương Tổng, tôi xin anh giúp tôi lần này đi. Chú Vương, chú giúp Chu gia đi ạ. Ai? Phiền nhất chính là những công ty như các anh. Được rồi, vậy ông đợi một chút. Anh ấy chính là chủ tịch Giang mới được bổ nhiệm của công ty Cửu Lý. Trẻ như vậy sao?
Xin chào, tôi là Chu Đại Sơn đến từ tập đoàn Kim Nguyên. Chu Quốc Hào, mau qua đây chào Giang Tổng. Giang Tổng xin chào. Nếu có cơ hội, sẽ cùng tập đoàn Kim Nguyên hợp tác. Cảm ơn Giang Tổng. Cảm ơn Giang Tổng. Được rồi, các người đi đi. Đừng quấy rầy sự bình yên của Giang Tổng. Vâng. Chú Vương, chút nữa cháu có buổi họp lớp. Cháu đi trước đây. Hay là lái xe xe chú đi đi. Lái xe của chú. Cũng được, cháu đi đây. Là tôi đến sớm quá sao? Phế vật chính là phế vật, làm gì cũng không xong. Đi ăn lại đến đầu tiên, Đạt Ngọc Kỳ hai người đến rồi. Những người khác đâu? Sao anh lại đến sớm thế? Tôi đến rất sớm sao? À đúng rồi, đợi chút. Anh đừng khiêu khích Đạt Ngọc Kỳ nữa. Tại sao? Cô ấy đã mời nam thần của cô ấy. Chu Quốc Hào về nhà. Cô đã theo đuổi anh được 2 năm, không dễ gì mới có thể mời anh ấy đến. Nam thần của cô ấy thì liên quan gì đến tôi? Anh đừng hỏi nữa. Dù sao nước ở đây cũng rất sâu. Nước thực sự rất sâu. Đi thôi, chúng ta đi vào thôi. Ngọc Kỳ, cậu cũng quá xa hoa rồi. Nếu ở đây mà tiêu tiền, thì một ngày hết 20 vạn đó. 20 vạn đã là gì? Sau này Ngọc Kỳ của chúng ta trở thành đại minh tinh rồi. Một ngày đều kiếm được 20 vạn. Ngọc Kỳ của chúng ta, đó là nữ chính sắp tham gia bộ phim truyền hình mới của công ty Cửu Lý, tương lai tươi sáng. À, cái mà tôi nói. Hy vọng các bạn học có thể phối hợp với tôi một chút, lời Ngọc Kỳ nói, dù lên núi cao hay đi xuống chúng tôi cũng sẵn lòng. Như vậy sao? Chút nữa, Chu Quốc Hào của tập đoàn Kim Nguyên muốn đến. Tôi muốn để Chu Quốc Hào cầu hôn. Chu Quốc Hào? Không phải là Hào Thiếu của tập đoàn Kim Nguyên sao? Phú nhị đại mà lái chiếc xe Lamborghini. Tôi ở trên mạng xem qua video của anh ấy. Chính là anh ấy. Ai ra? Nhưng mà Ngọc Kỳ, cô gọi Chu Quốc Hào đến, thì cô còn gọi Giang Thiếu Phong làm gì? Tôi không có gọi phế vật này đến mà. Là anh ta tự mình đến. Giang Thiếu Thản, anh nghe thấy chưa? Anh mau cút đi đi, anh chính là đồ vô dụng. Anh so với Hào Thiếu, đơn giản là không đáng nhắc đến. Tôi cũng không biết anh sao lại có thể vô sỉ mà đến như vậy chứ. Anh không thấy xấu hổ à? Lương Nhược Tâm bảo tôi đến. Lương Nhược Tâm gửi nhầm tin nhắn thôi. Bây giờ anh cút về vẫn chưa muộn đâu. Nếu không tí Hảo Thiếu đến rồi, anh cũng chỉ tự làm nhục chính mình thôi. Không sai, Ngọc Kỳ ở bên cạnh anh chính là nỗi nhục. Thật sự không biết Ngọc Kỳ lúc đầu sao lại có thể thích loại như anh. Con rể hờ như anh, Ngọc Kỳ thích tôi sao? Ai thích anh chứ? Giang Thiếu Phong, anh đừng tự mình đa tình. Anh là đồ rác rưởi, cùng với Chu Quốc Hào so sánh, không đáng nhắc đến. Ai thích rác rưởi như anh cơ chứ? Đúng. Anh chính là đồ vô dụng, anh mau đi đi. Anh với Hảo Thiếu so sánh thì anh chả là cái gì cả. Thật sự không biết ban đầu ai lan tin đồn. Quá đáng quá rồi, Giang Thiếu Thần anh cút đi. Anh cứ ở đây chỉ làm ảnh hưởng đến Ngọc Kỳ thôi. Tại sao tôi phải đi? Được, đây là anh nói đó. Đừng có hối hận. Được rồi, không nói chuyện với rác rưởi nữa. Nhìn thấy anh ta khiến tôi buồn nôn. Cô Trương, 2 năm trước cô đã ra nước ngoài rồi. Sao lại quay về thành phố Nam Kinh rồi? Ngọc Kỳ, nghe nói em đã thành đại minh tinh rồi. Chúc mừng em nhé. Cảm ơn lời chúc phúc của cô Trương. À đúng rồi Ngọc Kỳ, nghe nói hôm nay em cùng Chu Quốc Hào của tập đoàn Kim Nguyên đính hôn. Đúng vậy. Ôi tình cảm thật tốt. Vừa lúc cô muốn nhờ một chuyện. Tập đoàn Kim Nguyên, sau này vẫn nhờ em giới thiệu một chút đến Chu Quốc Hào. Chuyện nhỏ thôi hạ. Ây, đây không phải Giang Thiếu Phong sao? Sao em lại ở đây? Ngọc Kỳ, em mau bảo Giang Thiếu Phong ra ngoài đi. Em biết, nếu để Chu Quốc Hào biết vụ bê bối giữa em và Giang Thiếu Phong, vậy thì không tốt đâu. Cô Trương, cô là không biết. Trước đây em đã đuổi Giang Thiếu Phong ra ngoài rồi. Nhưng anh ta sống chết không đi, nhất quyết ở lại đây. Cô Trương, cô có thể giúp em đem kẻ vô dụng Giang Thiếu Phong này đi không? Ngọc Kỳ, em yên tâm, cô sẽ bảo Giang Thiếu Phong biến đi bây giờ đây. Giang Thiếu Phong, cậu vẫn còn làm cái gì ở đây vậy? Cậu cần hiểu chuyện một chút, mau đi đi. Cậu không biết chút nữa. Ngọc Kỳ, chúng tôi cùng với Chu Quốc Hào của tập đoàn Kim Nguyên cầu hôn. Em biết mà. Biết rồi còn không cút đi. Đừng quên,
cậu chỉ là đồ vô dụng. Cậu cùng với Đạt Ngọc chỉ là có những vụ bê bối thôi. Hay, cũng không biết là bạn học nào lại tung tin đồn thất thiệt vậy. Những ngôi sao lớn như Đạt Ngọc Kỳ, làm sao có thể người vô dụng như cậu. Cậu so với Chu Quốc Hảo, chính là không cùng đẳng cấp. Sống nhờ nhà vợ, cũng thật vô giá trị rồi. Không biết làm thế nào mà lớp kế toán của lại có thể truyền ra vụ bê bối của cậu và Ngọc Kỳ nhỉ? Em làm sao mà biết? Kẻ thua cuộc như cậu có xứng với Ngọc Kỳ của chúng tôi không? Không phải vì yêu Đạt Ngọc Kỳ nên mới tung tin đồn đó chứ? Ê cô Trương, cô đừng lan truyền tin đồn nhé. Rõ ràng chính cậu là người đã tung ra tin đồn. Giang Thiếu Phong, tuy Đạt Ngọc Kỳ rất ưu tú, nhưng một người mà bỏ đi như cậu không thể cùng Ngọc Kỳ truyền được loại tin đồn này được. Đợi chút Chu Quốc Hảo đến rồi, anh ta mà biết Đạt Ngọc Kỳ chúng tôi từng thích cậu, thì anh ấy sẽ nghĩ sao đây? Chu Quốc Hảo còn muốn làm gì em? Không làm gì cậu. Giang Thiếu Phong, không phải cô ghét em, mà để Chu Quốc Hảo biết Đạt Ngọc Kỳ từng thích một tên vô dụng, thì anh ta sẽ nghĩ như nào? Em không quan tâm anh ta nghĩ như nào cả. Dù sao thì hôm nay em cũng không đi đâu, vì em và Đạt Ngọc Kỳ không có bất cứ bê bối nào. Nếu em rời đi, chẳng phải có tật giật mình à? Không đi. Giang Thiếu Phong, sao cậu có thể như vậy chứ? Đợt một thời gian nữa Đạt Ngọc Kỳ cùng với Chu Quốc Hào kết hôn rồi. Vì vậy tốt hơn nên nghe lời khuyên của cô đi. Nếu cậu muốn có chỗ đứng ở Nam Kinh, thì mau đi đi. Chu Quốc Hào cậu không động được đâu. Đồ vô dụng như cậu, nhìn rõ hiện thực rồi thì mau rời đi. Đừng tự chuốc lấy rắc rối. Khốn kiếp Giang Thiếu Thần này, tại sao có thể vô liêm sỉ như vì ăn một bữa cơm đáng không? Cùng là người mà Đạt Ngọc Kỳ thích, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Trái ngược, Chu Quốc Hào chính là thiếu gia của tập đoàn Kim Nguyên, tuổi trẻ tài cao, còn Giang Thiếu Phong này à, chỉ là một kẻ ăn bám. Ngọc Kỳ, nghe nói em được đóng vai trong bộ phim mới của công ty Cửu Lý, chúc mừng em nhé. Cảm ơn anh Quốc Hào. Anh Quốc Hào, anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Anh muốn ăn gì, mọi người giúp anh gọi. Chu Quốc Hào cùng với Ngọc Kỳ à, đúng là trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp. Nhưng khi Đạt Ngọc Kỳ và Giang Thiếu Phong ở bên nhau thì chính là cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Anh Quốc Hào đang nhìn gì thế? Giang Tổng, sao anh cũng ở đây? Giang Tổng, anh Quốc Hào, anh nhầm gì rồi sao? Chính là một kẻ ăn bám nhà vợ, sao có thể là Giang Tổng chứ? Sai sao? Hứ, sao anh có thể nhầm lẫn được? Còn có, Đạt Ngọc Kỳ, anh cảnh cáo em, hãy tôn trọng Giang Tổng một chút, nếu không đừng trách anh không khách khí. Giang Tổng, tôi có thể ngồi bên cạnh ngài không? Hay là bỏ đi, chuyện giữa chúng ta không có gì thì cũng không cần đến gần quá. Giang Tổng nói phải, là tôi đường đột quá rồi. Nếu đã sai rồi, vậy thì sai càng thêm sai rồi sao? Anh Quốc Hảo, em muốn gả cho anh nguyện ý lấy em không? Gả cho tôi. Đạt Ngọc Kỳ thật không cần mặt mũi sao? Cô trước đây còn thích Giang Thiếu Phong cơ mà. Đạt Ngọc Kỳ thích Giang Tổng, chẳng lẽ Giang Tổng nói không thích hợp ngồi với nhau? Vậy cái gì nhỉ? Đạt Ngọc Kỳ, tôi nói với cô, tôi không có cảm giác gì với cô. Gả gả cái gì? Điều này cô có hiểu không? Người phụ nữ trẻ ngọt ngào, ngây thơ. Khốn kiếp, khối tài sản nhỏ bé của Chu gia chúng ta sao dám làm ô uế một người phụ nữ quan hệ với Giang Thiếu Phong? Đừng khóc, các bạn cùng lớp đều ở đây. Thiếu Phong, trước đây là do em sai. Em thật sự rất thích anh. Từ hồi đi học em đã thích anh rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Cô uống say rồi à? Em không có. Trước đây khi còn đi học, em đã rất thích anh. Là cô ta, Châu Hàm Vận, vợ của Giang Thiếu Phong. Thiếu Phong, Châu gia đưa tài sản của Châu cho vợ anh sao? Đúng, vậy anh quen Chu Quốc Hảo cũng là vì vợ của anh đúng không? Đó không phải vì, cô ấy cũng không có yêu cầu tôi. Hóa ra là như vậy. Hứ, chẳng trách Chu Quốc Hào của tập đoàn Kim Nguyên gọi Giang Thiếu Phong là Giang Tổng, là vì vợ của Giang Thiếu Phong là đối tác quan trọng nhất của tập đoàn Kim Nguyên. Chu Quốc Hào chắc chắn nghĩ tâng bốc Châu Hàm Vận nên mới chủ động tỏ ra lịch sự với Giang Thiếu Phong. Ngọc Kỳ, cô nhìn gì mà chăm chú vậy? Các cô tự mình nhìn xem, đây không phải là vợ của Giang Thiếu Thần sao? Nói như vậy, Chu Quốc Hào gọi Giang Thiếu Phong là Giang Tổng là vì vợ của anh ta. Giang Thiếu Phong tên vô dụng đó vẫn là không thể chạm vào hào quang của vợ anh ta rồi.
Giang Thiếu Phong, tôi không thể nào thích anh. Anh chính là một phế vật. Những lời vừa nãy đều là nói đùa. Anh đừng có coi nó là lời nói thật. Đang nói cái gì thế? Được rồi Giang Thiếu Thần, đừng giả vờ nữa. Đàn ông này chỉ dựa vào phụ nữ. Thật vô dụng quá rồi. Đúng thế. Đợi ngày nào đó, vợ anh cùng người đàn ông khác chạy rồi, anh xem anh có thể làm gì. Vợ tôi cũng với người đàn ông khác chạy sao? Điều này là không thể. Giang Thiếu Phong, đừng giả vờ nữa. Nếu tôi là vợ của anh, thấy anh hèn nhát như vậy, tôi cũng sẽ chạy theo người đàn ông khác. Mã Bá Hợp, vợ tôi không tuyệt tình như cô, vì chúng tôi là yêu thật lòng, tình yêu đích thực. Ha ha, cười chết tôi mất. Đây là thời đại nào rồi còn có người tin vào tình yêu đích thực? Hôn nhân không có vật chất, rất nhanh tan vỡ thôi. Anh tin tôi, không đến 3 tháng nữa, vợ của anh sẽ ly hôn với anh. Ha ha ha. Đây là chuyện gia đình, mọi được đừng bàn tới nữa. Ai thèm bàn tán tới một kẻ thất bại như anh ta. Một con người ở rể làm bạn cùng lớp anh ta thật xấu hổ. Các vị, bữa tiệc hôm nay mọi người vẫn nên đổi địa điểm đi. Tôi ở đây không còn hứng để ăn cái gì nữa rồi. Ngọc Kỳ, cô muốn đi đâu? Đến kỹ thuật viên Tô Hà. Tôi muốn uống rượu. Vậy chúng ta đi Tô Hà. Cô không đi nữa. Uống rượu ở kỹ thuật viên, đó là chuyện của người trẻ các con. Các con chơi vui vẻ nhé. Cô Trương, hôm nay con có lái xe, hay là để con tiễn cô? Không cần. Bá Hợp, từ lúc nào mà cậu mua xe thế? Tháng trước thôi, bố tôi đã mua cho tôi một chiếc Audi, hơn 30 vạn. Ôi chị Bá Hợp, đợi chút nữa, chị lái xe đưa em đến Tô Hà nhé. Ừm, được thôi, nhưng xe của tôi chỉ có thể ngồi 4 người thôi, những bạn học khác. Tôi cũng lái xe đến, đợi chút nữa, tôi đưa Lương Nhược Tâm đến đó là được. Giang Thiếu Phong, hay là anh gọi xe đến Tô Hà đi, hay là nói anh đi về nhà đi, tôi cũng lái xe mà. Lái xe gì thế? Một người ở rể như cậu, không phải là một chiếc Anto cũ chứ? Không phải, xe tôi lái là Anto cũ, vẫn là đồ cũ thôi. Ha ha ha. Giang Thiếu Phong, anh vậy là không được nhé. Suy cho cùng, vợ anh chủ tịch hội đồng quản trị, sao lại có thể lái xe Anto cũ chứ? Có một người đàn ông như anh cũng thảm quá đi thôi. Một người đàn ông sống như anh thật sự cũng rất khổ. Thảo nào anh không thể lái được một chiếc xe tốt. Mã Bá Hợp, cô chỉ lái một chiếc Audi thì cô đã tự hào cái gì? Tôi lái Audi thì làm sao? Dù sao nó cũng tốt hơn cái mà anh lái. Anh nhìn đời màu hồng quá đấy. Thu Phúc, đi thôi. Cậu sao thế? Bãi đậu xe biệt thự Thiên Phúc, thế mà lại có một chiếc Rolls Royce Phantom. Giá như một ngày nào tôi có thể ngồi chiếc Rolls Royce thì quá tốt rồi. Đây là một chiếc Rolls Royce sao? Ít nhất cũng phải 20.000 vạn. Chúng ta là người bình thường, không thể lái được chiếc đó. Nhưng mà Ngọc Kỳ, nói không chừng 2 tháng sau, cô thành đại minh tinh rồi, thì chúng ta cũng có thể mua nó rồi. Hy vọng vậy. Đợi lúc đó tôi thành đại minh tinh rồi, tôi sẽ mua một chiếc Rolls Royce Phantom và chở tất cả các cô đi chơi. Nói lời giữ lời nhé. Xe này là của tôi. Xe của anh. Nếu không thì sao? Giang Thiếu Phong, vậy anh chút nữa có thể lái chiếc Rolls Royce này đưa tôi đến kỹ thuật viên Tô Hà không? Giang Thiếu Phong, bây giờ hai chúng tôi ngồi xe của anh, không có vấn đề gì đúng không? Xin lỗi hai bạn học cũ nhé, tôi không muốn chở hai người. Nhược Tâm, cô ngồi xe của tôi đi. Anh. Giang Thiếu Phong, anh là đồ khốn nạn. Tôi là nữ chính trong bộ phim mới của công ty Cửu Lý. Tôi như vậy mà lại một người như anh từ chối. Giang Thiếu Phong, anh chỉ là thằng ngốc thôi. Anh tưởng là anh lái Rolls Royce thì có gì lợi hại? Ta không phải chỉ có chút tiền sao? Đây chắc là Giang Thiếu Phong ở công ty Cửu Lý thuê chiếc xe đó. Xe đi thuê, đó không phải là ra vẻ ta đây sao? Tôi mà là vợ anh ta thì sớm đã bị tức chết rồi, đến cả công việc cũng không có, còn ở đây lãng phí tiền. Tôi mà là vợ anh ta thì sớm đã bị tức chết rồi, đến cả công việc cũng không có, còn ở đây lãng phí tiền. Ngọc Kỳ, chúng ta không thể tha cho anh ta. Tức quá, đi thôi. Xin chào, còn phòng riêng không? Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đã hết phòng rồi. Hết rồi. Alo Vương Long Dương, giúp tôi đặt một phòng riêng ở kỹ thuật viên Tô Hà. Đương nhiên không vấn đề gì. Thiếu gia đợi chút. Phòng riêng của anh đã được chuẩn bị xong rồi. Mời đi theo tôi. Đi thôi Nhược Tâm. Ừm.
Giang Thiếu Phong. Ai cho anh ngồi trên sofa thế? Anh đi đến kia ngồi lên chiếc ghế đầu đó đi. Không phải chứ, thì liên quan gì đến cô? Cô là chủ sao, quản rộng như vậy. Giang Thiếu Phong, anh thật không đáng làm đàn ông. Đến Mã Bá Hợp cũng bắt nạt được. Bắt nạt phụ nữ tôi không thèm chấp anh. Anh còn không cút đi. Đến phụ nữ cũng bắt nạt, thật mất mặt. Tôi không quan tâm đến việc họp lớp nữa. Ây! Giang Thiếu Phong, chơi chút rồi hẵng đi. Giang Thiếu Thần hay là anh ở lại đi. Tệ nhất là tôi sẽ để anh ngồi trên ghế sofa thôi mà. Đúng vậy Giang Thiếu Phong, không dễ gì các bạn cùng lớp mới ngồi lại với đợi nhau. Đợi chút rồi đi đi. Được tho íp. Anh là... Giới thiệu mọi người một chút, đây là Lý Tiểu Hổ. Ồ, là Hổ ca, ngưỡng mộ đã lâu. Ngọc Kỳ, Lý Tiểu Hổ này có bối cảnh thế nào? Lý Tiểu Hổ, ở quận Bắc Kim Lăng, con trai đầu của Vương Long Dương. À, Vương Long Dương, ồ, con trai của anh Dương, cường hào của Nam Kinh. Đây mới thật sự là một đàn anh. Đến đây nào anh Hổ, nhanh ngồi nào. Mọi người đều là bạn cùng lớp của Ngọc Kỳ. Sau này ở Nam Kinh gặp vấn đề gì? Chỉ cần nói ra tên của Lý Tiểu Hổ tôi là được. Hổ ca nhìn thôi đã biết là người trọng tình rồi. Sảng khoái. Đây là rượu do chị Triệu của chúng ta tặng. Mời các vị từ từ thưởng thức. Chị Triệu chắc là đã nhìn chúng anh Hổ rồi, nên mới tặng cho chúng ta rượu. Không phải như vậy Giang Thiếu Phong, kẻ thua cuộc vô dụng đó. Luôn biết cách giả vờ. Đó là điều chắc chắn rồi. Anh Hổ vừa bước vào cửa đã có người đến đưa rượu rồi. Ngọc Kỳ, rất ngưỡng mộ anh có thể quen biết. Anh Hổ là một nhân vật lớn. Mặc dù tôi biết chị Triệu, đối phương cũng không nghĩ gì lại tặng cho tôi rượu ngại mấy chục vạn. Đúng rồi Ngọc Kỳ, tôi nghe nói hôm nay có người bắt nạt cô. Anh Hổ, chính là anh ta. Chính anh ta bắt nạt Ngọc Kỳ đó. Tiểu tử, đến người phụ nữ của lão tử cũng dám bắt nạt. Gan cũng to đấy nhỉ. Nghe nói chính là bọn họ cũng lấy đi phòng riêng mà tôi đặt trước. Các người là ai? Đến lão tử là ai cũng không biết, cũng dám cướp phòng riêng của ta. Ta là Mã Tương Kiệt. Anh Hổ, người này anh có quen không? Mã Tương Kiệt sao? Tên khốn nhỏ đến từ quận Nam. Chúng ta phải đưa cho người này phòng riêng sao? Không cần. Tô Hà là chỗ của anh Dương. Chỉ là một vài kẻ khốn nạn cũng dám làm loạn ở đây, chính là tìm cái chết. Vậy thì tốt. Mã Tương Kiệt, cút đi, chỗ này lão tử muốn rồi. Khốn kiếp, mày là ai? Sao lại nói với đại ca tao như thế? Tao là Lý Tiểu Hổ, nghĩ là mọi người đều biết ta. Tiểu Hổ, con trai của anh Dương, biết tao là ai? Còn không cút đi. Lý Tiểu Hổ, tôi chỉ nói lại một lần, hôm nay người muốn chiếc phòng riêng này, anh không rộng được đâu. Tôi khuyên anh, vẫn là nên đưa những người này sớm rời khỏi đi, để tránh phạm sai lầm. Tôi nói cho anh này, ở Nam Kinh, không có người nào đến gây rối với Lý Tiểu Hổ này đâu. Có hiểu chuyện thì cút đi cho lão tử. Được, mày cứ đợi đấy cho tao. Quầy anh Hổ, đây rõ là lão Hổ rồi, thần tượng của tôi. Anh Hổ, anh là tướng quen Ngọc Kỳ thế? Tôi thích Ngọc Kỳ, Kifa. Ngọc Kỳ, anh Hổ tốt như vậy, chỉ cần ở bên cô ấy là được rồi. Anh Hổ so với Giang Thiếu Phong thì Giang Thiếu Phong còn kém hơn nhiều. Ngọc Kỳ này, cậu đặt tâm sư lên người của Giang Thiếu Phong không bằng đặt lên anh Hổ đi. Đại Ngọc Kỳ thích Giang Thiếu Phong. Anh Hổ, anh đừng hiểu lầm, em không có thích Giang Thiếu Phong, đó là tin đồn của bạn cùng lớp. Đúng vậy anh Hổ, Ngọc Kỳ chúng em là một đại minh tinh, sao có thể đi thích người vô dụng như hắn chứ. Khốn nạn, nó tên là Giang Thiếu Phong. Đúng, đúng là anh ta. Lần trước anh ta ở biệt thự Thiên Phúc còn làm nhục Ngọc Kỳ nữa, nói cô ấy rẻ tiền, nói cô ấy không thể mua được một chiếc xe tốt. Tôi có nói những lời này sao? Ta tự anh nói mà, anh đừng có nuốt lời chứ, đồ hèn nhát. Người trẻ tuổi, anh không chỉ bắt nạt người phụ nữ mà tôi thích còn làm nhục cô ấy, có tin tôi đập chết anh không? Hãy nhanh chóng gọi đến bệnh viện đi. Giang Thiếu Phong tên ngốc này, hôm nay anh chết chắc rồi. Giang Thiếu Phong, bây giờ anh vẫn là nên quỳ xuống xin tôi.
tôi còn có thể bảo Lý Tiểu Hổ nhẹ nhàng chút. Nếu không, anh đợi được đi đến bệnh viện đi. Cô có biết tôi là ai không? Anh chính là một người vô dụng. Còn có thể là ai? Đừng có tự phụ như vậy ở đây. Mã Tương Kiệt, khốn kiếp, ngươi không nghe hiểu tiếng người Hàn. Ép tao ra tay đúng không, Lý Tiểu Hổ? Cậu xem người này là ai? Châu Thiếu, sao ngài lại đến đây? Lý Tiểu Hổ, cậu gan cũng lớn đấy nhỉ, đến phòng riêng của lão tử cũng dám cướp. Phòng này là của ngài sao, Tiểu Hổ? Trước đó tôi đã nhắc nhở cậu, người muốn căn phòng này, cậu không đắc tội được đâu. Bây giờ muốn hối hận thì cũng khó rồi. Bây giờ em đi liền. Muốn đi à? Muốn đi. Được thôi. Là những người phụ nữ trong phòng này để lại hết cho lão tử. Châu Thiếu, Lý Tiểu Hổ, ngươi vẫn không rời đi, không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta, Châu Thiếu, không có chuyện đó đâu. Đi bây giờ đây à? Anh Hổ, đừng đi. Lý Tiểu Hổ, không phải anh nói thích em sao? Chỉ cần anh ở lại, em liền làm bạn gái của anh. Ngọc Kỳ, bây giờ tôi không thích em nữa rồi. Sao anh có thể như vậy? Nhược Tâm, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Tử, cậu đứng lại cho tôi. Cậu có thể đi. Nhưng người phụ nữ này, buộc phải để lại, tránh ra. Giang Thiếu Phong tên ngốc này, có phải là uống say rồi sao? Đến cả anh Hổ cũng dám động, xúc phạm bọn côn đồ này, mà vẫn còn dám bên lương Nhược Tâm. Giả bộ đến khi có kẻ thua cuộc này. Hối hận rồi. Tiểu Tử, cậu muốn đưa người phụ nữ rời đi sao? Nếu anh không muốn mọi chuyện trở nên quá lớn, tốt nhất là tránh đường cho ha ha ha. Cậu có biết Châu Thiếu là ai không? Còn muốn làm lớn chuyện. Thật buồn cười. Điếc hóng sợ súng à? Người trẻ tuổi, không ai cứu được rồi. Tiểu Tử, cậu có can đảm nhắc lại những lời cậu nói thêm lần nữa không? Tôi bảo anh cút. Địa ca, chúng tôi với Giang Thiếu Phong không phải một ruột đâu. Anh ta chạm đến anh, anh đừng có đổ lên chúng tôi nhé. Đúng vậy, chúng tôi không quen tên ngốc này. Tiểu Tử, cậu thực sự không biết tôi là ai sao? Dù anh có là ai, nếu mà lão tử đã đến đây rồi thì buộc phải đem Nhược Tâm đi. Tiểu Tử à, mày cũng khá quá nhỉ. Quỳ xuống cho ta. Bố, tại sao bố lại đánh con? Tao bảo mày quỳ xuống, nghe thấy chưa? Xin lỗi, nghịch tử ngu ngốc phạm đến ngài rồi. Thiếu gia ở phòng riêng gây rối với Giang Thiếu gia. Nếu không qua đây, chỉ có thể nhặt xác anh ấy về thôi. Đến Giang Thiếu gia cũng dám động. Không muốn sống sao? Xin lỗi, nghịch tử ngu ngốc đã phạm tội. Anh ta là con ông à? Đúng vậy. Khốn kiếp, vẫn không xin lỗi Giang Thiếu gia. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi biết lỗi rồi, Chu Quân Đào khốn nạn. Mày có thể nghiêm túc hơn không? Đây là xin lỗi sao? Xin lỗi Giang Thiếu gia, là lỗi của tôi xin anh tha cho tôi. Xin lỗi. Được rồi, đừng dập đầu nữa. Bây giờ tôi có thể đem Lương Nhược Tâm đi chưa? Ồ, mời Giang Thiếu gia. Chết rồi, 11 rưỡi rồi. Vợ tôi nói phải về nhà trước 11 giờ. Đi thôi, Giang Thiếu Phong phế vật này. Anh ta sao có thể? Cái tên vô dụng Giang Thiếu Phong đó sao lại có bản lĩnh lớn khiến cho Chu Quân Đào và Lý Tiểu Hổ lại quỳ xuống xin lỗi như vậy? Ta không tiếp dám làm nhục Giang Thiếu. Con khốn này. Thiếu Phong, vừa nãy là tôi không tốt, vì đã tức giận với anh. Anh có thể tha thứ cho em không? Em vẫn thích anh lắm. Tôi là một người vô dụng, nhận không nổi tình cảm của cô. Bố, người phụ nữ này có đánh không? Đi cùng ta về nhà. Vâng. Mẹ nó, người phụ nữ nếu còn cằn nhằn tôi sẽ xử cô đấy. Lý Tiểu Hổ, anh còn thích em chứ? Đồ khốn nạn. Nếu không phải cô, tôi có thể đắc tội Giang Thiếu ra sao? Cô cái gì mà cô, con khốn, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Cô vẫn còn mặt khóc. Nếu tôi là cô, lẽ ra tôi đã đập đầu chết từ lâu rồi. Anh, anh. Lý Tiểu Hổ. Ngọc Kỳ,
cô đừng khóc nữa. Vì Giang Thiếu Phong kia, không xứng đáng. Đợi sau này cô trở thành đại minh tinh, ngay cả khi anh ta biết một vài tên xã hội đen thì cũng chẳng là gì cả. Đợi khi cô xuất hiện trên màn hình, anh ta chỉ có thể quỳ trước cô thôi. Không sai, tôi là nữ chính trong bộ phim mới của công ty Cửu Lý. Giang Thiếu Phong này có gì đáng theo đuổi đến thế? Chỉ là quen biết với vài tên khốn nạn thôi mà. Tôi nhất định phải để tên thất bại đó hối hận. Chủ tịch công ty Cửu Lý còn rất là trẻ. Ngày mai tôi đi tiếp cận anh ấy. Một bước trở thành thiếu phu nhân của công ty Cửu Lý. Trước mặt công ty Cửu Lý, Giang Thiếu Phong là cái thá gì cơ chứ? Mấy giờ rồi? Còn biết về nhà cơ à? Trên đường về anh không bắt được taxi. Còn uống rượu à? Ai? Có lẽ là do kỹ thuật viên có mùi rượu nặng quá. Còn đi cả kỹ thuật viên. Giang Thiếu Phong anh xong đời rồi. Giờ lại đi hát với các bạn nữ cùng lớp rồi. Hai ngày nữa có phải anh sẽ đem nữ bạn học về nhà ở đó chứ? Không có mà. Sao có thể chứ? Anh không phải như vậy. Vợ à? Aida, ngày mai còn phải đi làm nữa. Chúng ta đi ngủ trước nhé. Được thôi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi làm sớm nữa. Sau này nhớ về nhà sớm. Anh biết rồi. Ngủ cùng nhau không? Muộn như vậy mới về, vẫn còn muốn cùng em ngủ à? Quỹ bất động sản của Châu Du đã DEAC trả lại rồi. Vì vậy khoản nợ 800 vạn của công ty đã bị xóa rồi. Các khoản nợ của công ty em cũng đã được giải quyết. Và bất động sản Châu Du em cũng lấy đi rồi. 800 vạn, vậy tốt quá rồi. Sau này chúng ta không cần ly hôn nữa. Giang Thiếu Phong, nếu sau này anh đối với em không tốt, em vẫn sẽ cùng anh ly hôn. Anh thề, đời này anh chỉ tốt với em. Ngày kia chính là sinh nhật em rồi. Em có muốn làm gì không? Em không cần gì hết. Đạt Ngọc Kỳ, sao anh ở đây? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi đi làm ở công ty Cửu Lý. Đi làm? Giang Thiếu Phong, ít lừa người thôi. Anh vẫn giả vờ với tôi à? Trước đây là bạn học, tôi mới không vạch trần anh. Không ngại nói với anh, tất cả nhân viên làm việc tại công ty Cửu Lý đều phải mặc quần áo trang trọng. Vậy thì sao? Đồ ngốc, lẽ nào anh là người dọn dẹp của công ty Cửu Lý sao? Nhưng anh chính là rác rưởi vô dụng. Ngoài việc ăn cơm thì gì cũng không biết. Công ty Cửu Lý sẽ thuê anh làm người dọn dẹp đã nhân từ lắm rồi. Dọn dẹp? Anh cười cái gì? Anh có tin tôi bảo công ty Cửu Lý lập tức đuổi anh không? Đạt Ngọc Kỳ, cô vẫn chưa tỉnh ngủ à? Cô nghĩ công ty Cửu Lý sẽ nghe cô sao? Không tin đúng không? Chúng ta cùng đợi xem. Tôi cho anh biết, tôi sắp trở thành thiếu phu nhân của công ty Cửu Lý rồi. Mà anh chỉ là con tép diêu thôi. Đồ vô dụng à? Hôm qua anh đắc tội với tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Hừ. Đạt Ngọc Kỳ này, hôm nay lại uống nhiều rồi sao? Chào buổi sáng chú Vương. Ôi chào thiếu gia. À chú Vương, ngày mai là sinh nhật vợ cháu, chú nói cháu nên tặng gì cho cô ấy mới tốt. Sinh nhật thiếu phu nhân, có thể tặng túi sách, con gái đều rất thích. Tặng túi? Được. Quá tầm thường, vợ cháu không thích hàng xa xỉ. Có thể tặng xe. Audi năm nay ra mắt mẫu xe mới, rất phù hợp với các cô gái trẻ. Không tồi. Vậy thì tặng xe đi. Đi rồi. Vào đi. Chào Vương Tổng. Ngọc Kỳ à, có chuyện gì thế? Cái này, tôi muốn gặp chủ tịch của công ty Cửu Lý. Tôi có lời muốn nói với anh ấy. Giang Tổng đi ra ngoài rồi. Hay là cô đợi một chút? Ra ngoài rồi. Vậy lần sau tôi tới đi. Xin chào. Ở bên ngoài có phải động một chiếc Audi không? Tôi nói anh là kẻ thua cuộc. Nếu không mua xe thì đi đi. Ai nói với cô tôi không mua? Anh mua, mặc toàn quần áo bày trên đường. Anh có mua nổi không? Cút đi đi. Đi đến cửa hàng Anto bên cạnh. Nhìn xem anh nghèo như thế. Đây không phải nơi anh nên đến. Biết chưa hả? Cô làm gì thế? Có làm ăn không thế? Đáng tiếc không làm ăn với kẻ nghèo như anh. Sơn, chuyên gì thế? Chả treo đôi co với khách thế. Kẻ thua cuộc này không có tiền vẫn đến xem xe. Tôi bảo anh ta tức giận đến mức không chịu rời đi. Hiện tại thói đời như nào mà? Người nào cũng có thể đến cửa hàng Maserati vậy. Vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao? Lão tử có tiền. Có tiền, anh có 80 hay 800 tệ vậy? Tôi nói cho anh biết, chiếc xe này 800 vạn. Tôi muốn chiếc xe này, quẹt thẻ đi. Tiên sinh, tôi sẽ dẫn anh đi làm thủ tục ngay. Ở đợi một chút. Tiên sinh sao vậy? Chiếc xe này tôi không muốn nữa. Vì vừa này cô gái này, sỉ nhục tôi, cút đi, đến phòng tài chính để nhận lương đi.
cửa hàng của chúng tôi quá nhỏ để nhận một người ngu ngốc như cô. Xin lỗi, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tầm nhìn hạn hẹp. Bảo vệ lập tức qua đây, đem người phụ nữ kém hiểu biết này đuổi ra ngoài. Tiên sinh, người hướng dẫn của chúng tôi không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi ngài. Tiên sinh, ngài thích chiếc xe nào trong cửa hàng của chúng tôi sẽ đưa ngài đi lái thử. Không cần đâu, gửi xe trực tiếp tới công ty là được. Được được rồi tiên sinh. Thiếu gia, sáng nay Đạt Ngọc Kỳ đến tìm cậu. Đạt Ngọc Kỳ, cô ta tìm tôi làm gì? Ngọc Kỳ nói, sau này cô ta sẽ đến tìm tôi, chỉ cần nói tôi không gặp. Vợ à, xem gì thế? Quá chăm chú rồi. Phương gia đã phát hành một món đồ trang sức, có tên là trái tim vĩnh cửu, độc nhất vô nhị trên thế giới. Thật không biết, người phụ nữ hạnh phúc nào có thể giành được món quà ấy. Vợ à, em muốn trái tim vĩnh cửu sao? Đương nhiên rồi, người phụ nữ nào cũng muốn. Chồng ơi, hôm nay là sinh nhật em, buổi tối về nhà sớm nhé. Anh biết rồi, chiều anh sẽ xin nghỉ. Được rồi. Chú có biết Phương gia ở Nam Kinh không? Phương gia, tôi không quen họ. Nhưng thiếu gia có quen đó. Tôi quen sao? Thiếu gia không biết. Nguyên liệu làm đồ trang sức của nhà họ Phương năm nay đều do Giang gia cung cấp. Các cửa hàng của Phương gia ở Nam Kinh cũng đều là của thiếu gia ngài cả. Như vậy, chú Vương, chú đến Phương gia thương lượng một chút. Tôi muốn mua trái tim vĩnh cửu, bảo bọn họ ra giá đi. Được thôi, tôi sẽ đi sắp xếp. Vào đi. Thiếu gia, đây là gia chủ của Phương gia, Phương Kiến Sơn. Xin chào Giang tiên sinh. Đây là đồ ngài muốn, vòng cổ kim cương ngôi sao vĩnh cửu, mời ngài nhận lấy. Bao nhiêu? Giang tiên sinh nói đùa rồi, Phương gia có ơn với Giang gia, thứ ngài muốn Phương gia sao có thể nhận tiền. Không cần tiền. Chú Phương như này cũng không tốt đâu. Thứ đồ vài nghìn vạn này mà chú lại cho không tôi sao? Không có gì là không tốt cả, Giang thiếu gia thích là được. Giang thiếu gia, ngài còn thích món trang sức nào khác không? Đợi ngày nào đó tôi sẽ gửi chúng cho ngài. Chú cũng khách sáo quá rồi. Chú Phương, tôi chỉ muốn trái tim vĩnh cửu, những trang sức khác thì thôi đi. Phương Kiến Sơn làm việc cũng khá tốt đó chứ. Đâu có đâu, không có Giang gia thì không có Phương gia hôm nay. Được rồi, cậu về trước đi, tới lúc đó có chuyện gì thì tôi liên lạc. Thiếu gia, tôi đi đây. Chú Vương, chú có biết Nam Kinh chúng ta có khu nghỉ dưỡng nào tốt không? Khu nghỉ dưỡng, ta, thiếu gia là muốn cùng phu nhân đón sinh nhật à? Khách sạn Tử Phủ cũng được đó ạ. Khách sạn Tử Phủ, chỗ đó trước đây tôi có ghé qua. Còn biệt thự Đào Viên thì sao? Thuộc sở hữu của Chu Quân Đào, con trai của Chu Báo Đen, cũng coi là một tiệm nổi tiếng trên Internet. Đồ ăn trong đó cũng khá được. Biệt thự Đào Viên. Ông giúp tôi đặt một phòng riêng cao cấp nhé. Alo vợ à, sao thế? Chồng à, chiều anh ta làm, có thể cùng Giang Linh đi lấy bánh gato không? Chiều nay em có chút việc, không thể thoái thác. Được, không vấn đề gì, gửi cho anh địa chỉ đi. Ừm. Tôi vẫn còn chút việc, đi trước đây. Giang thiếu, sao giờ anh mới đến? Lê mề chết mất, thật sự không biết hàm vận, lại có thể nhìn chúng anh nữa. Xin lỗi đã đến muộn. Bánh đâu thế? Bánh ở tiệm vẫn đang làm. Tôi nói Giang thiếu Phong này, hôm nay là sinh nhật Châu Hàm Vận, anh có chuẩn bị cho cô ấy bất ngờ gì? Tôi đã chuẩn bị quà cho cô ấy rồi. Chuẩn bị quà thôi à? Tối nay ăn cơm ở đâu? Chỗ đã quyết định chưa? Tôi nhắc nhở anh, hôm nay Lý Tử Dương vì để chúc mừng sinh nhật cho Hàm Vận, đặc biệt ở biệt thự Đào Viên, đặt hẳn một phòng riêng đó. Lý Tử Dương cũng đi sao? Phí lời, Lý Tử Dương theo đuổi Châu Hàm Vận nhiều năm như vậy, anh ta có thể không đi sao? Còn anh, Giang thiếu Phong, tôi khuyên anh hôm nay hay là không đi sinh nhật của Châu Hàm Vận nữa, không lại tự rước nhục vào thân. Dựa vào cái gì mà tôi không đi? Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đi chắc luôn, mà cũng trùng hợp chỗ tôi đặt cũng là phòng riêng ở biệt thự Đào Viên. Vì anh cũng đặt biệt thự Đào Viên sao? Giang thiếu Phong, không phải là tôi coi thường anh, anh có biết biệt thự Đào Viên một phòng riêng thuê hết bao nhiêu không? Anh có tiền không? Cả ngày đầu óc lơ lửng. Lý Tử Dương có thú vị không? Loại người như anh vội ăn khi chưa kịp nguội nữa. Cô không tin thì tôi sẽ cho cô thấy. Phế vật vẫn còn to mồm à? Hèn nhát mà vẫn không cho người ta nói, chết còn giữ thể diện. Chú Vương, ây, phòng riêng ở biệt thự Đào Viên, đặt xong chưa? Địa điểm đã được đặt xong rồi, biệt thự Đào Viên chính là vị trí tốt nhất. Đúng rồi chú Vương, Nam Kinh chúng ta có ai gọi là, có ca sĩ giỏi nào không? Có một ca sĩ dân ca, sức ảnh hưởng ở nước ngoài cũng rất lớn, chỉ là không nổi tiếng ở Trung Quốc. Vậy mời bọn họ đến hát một bài, khoảng tầm bao nhiêu tiền? Nếu công ty Cửu Lý ra mặt, thì tầm khoảng 200 vạn. Công ty Cửu Lý thuê mà đắt như vậy sao?
Chắc thiếu gia không biết. Ở nước ngoài giành được giải thưởng âm nhạc lớn chính là một đội có năng lực. Vậy được rồi. Tối tầm 6 giờ, bảo bọn họ tới biệt thự Đào Viên hát cho vợ tôi bài chúc mừng sinh nhật đi. Được, tôi liền đi sắp xếp. Xin hỏi có phải cô Châu không? Là tôi, mời vào bên trong. Ôi trời, Lý Tử Dương, đón sinh nhật Hàm Vận ở một khách sạn xịn như này, đã tiêu bao nhiêu tiền vậy? Chỉ cần Vân Nạc vui, tiêu có nhiều tiền thì tôi cũng không để tâm. Phòng riêng này chỉ có 20 vạn. Sang trọng hơn nhiều. So với khách sạn Tử Phủ trước đây, điểm khá cao. Xem ra sau này, tiệc của Lý gia chúng ta cũng sẽ được đặt ở biệt thự Đào Viên này rồi, rẻ mà sang trọng. Cảm ơn anh đã đặt cho tôi chỗ đẹp đón sinh nhật ở biệt thự. Anh có lòng rồi, Hàm Vận đừng khách sáo. Cô không biết, anh chồng phế vật của cô cũng đặt chỗ ở biệt thự Đào Viên đấy. Thật giống một kẻ ngốc. Tên vô dụng họ Giang đó biệt thự Đào Viên sao? Tôi là nghe nói biệt thự Đào Viên có bàn ăn ngoài trời, giống như việc dựng lều, xong ăn cơm trên bãi cỏ, một người 88 tệ. Có lẽ Giang Thiếu Phong đặt chỗ ở đó sao? 88 tệ một người. Ha ha, tên phế vật Thiếu Phong sao còn không đi chết đi? Ha ha ha, đi chết là tốt rồi. Hàm Vận có tài sản hàng trăm vạn, lại là tổng giám đốc của hai công ty. Đón sinh nhật bằng cách ăn cơm trên cỏ, mặt mũi ở đâu nữa? Giang Thiếu Phong cũng chỉ vừa tìm được việc làm, không có tiền. Hàm Vận, không phải tôi nói cô thật sự nên cùng Giang Thiếu Phong ly hôn đi. Suy cho cùng, cô cũng là một người sở hữu trăm vạn, lại còn là một CEO xinh đẹp. Còn Giang Thiếu Phong thì là thứ gì chứ? Có xứng với cô không? Được rồi, chúng ta ngồi xuống trước đi. Tinh Tinh đến rồi, chị Vận. Ôi sang trọng vậy sao? Chị Hàm Vận, sao lại đặt một biệt thự sang trọng như vậy thế? Chồng cô đặt cho cô sao? Biệt thự này là Lý Tử Dương đặt đó. Tên vô dụng Giang Thiếu Phong, làm gì có tiền để đặt được nơi tốt như vậy? Nói cũng đúng, nhanh ngồi xuống đi. Hàm Vận, không có người thân đến chúc mừng sinh nhật cô sao? Chị tôi Châu Tiểu Cầm, chút nữa sẽ đến. Hàm Vận, sinh nhật vui vẻ. Giang Thiếu Phong, tên ngốc đó đâu? Anh ấy còn chưa tan làm nữa, chắc là rất nhanh sẽ đến thôi. Chồng à, anh đến biệt thự Đào Viên chưa? Anh đến giờ đây. Được. Hãy gọi cho tôi xe để chở chiếc Audi S5 này đi. Cảm ơn các vị bằng hữu đã đến dự tiệc sinh nhật của vợ. Vậy sau đây, Giang Thiếu Phong, anh đang nói cái quái gì thế? Nói lời thừa thãi nhiều như vậy. Bánh kem của em đến rồi. Nếu đã đến hết rồi, thì gọi món thôi. Đợi chút vẫn còn, hai bạn đại học là học trưởng sẽ đến. Họ Giang vô dụng kia, một ngày không gặp, như cách nhau ba mùa thu. Hôm nay lại ăn mặc giống con người nhỉ? Anh cũng không tệ. Giang vô dụng à, đừng tỏ ra mình giàu nữa. Một bộ của tôi cũng hơn chục vạn. Anh lấy gì mà so với tôi? Giang tiên sinh, anh đối chứng một chút, món ăn hôm nay, nếu không có vấn đề gì, thì ký được rồi hả? Giang vô dụng ơi, anh đang làm gì thế? Đây là thứ anh có thể ký sao? Giang Thiếu Phong, phòng riêng này là Lý Tử Dương đặt đó. Anh muốn ký cái gì vậy? Đang tìm kiếm sự tồn tại à? Thật vô dụng quá đi. Phòng riêng này là Tử Dương ký sao? Phí lời, không phải Lý Tử Dương ký. Lẽ nào là phế vật vô dụng như anh ký à? Tùy thôi. Anh muốn ký thì ký đi. Tôi là muốn xem hôm nay anh ta có thể an toàn ra khỏi biệt thự Đào Viên không? Được rồi, Giang Thiếu Phong, anh câm miệng lại đi. Còn muốn xem anh là thứ gì chứ? Hôm nay các vị có thể đến tham dự tiệc sinh nhật của Hàm Vận. Tôi rất vui. Hy vọng cả nhà đều ăn chơi sảng khoái nhé. Không say không về ha. Cái gì cũng cướp. Thật vô liêm sỉ mà. Lý Tử Dương, tôi muốn xem anh. Hôm nay anh sẽ giải quyết hậu quả như nào.
Nghe Giang Linh nói, anh cũng đặt một chỗ ở biệt thự Đào Viên. Để ăn ở đây hả? Được rồi. Các vị, hôm nay là lần sinh nhật thứ 25 của Hàm Vận. Vì vậy, tôi đặc biệt mời Minh Tinh quay video chúc mừng sinh nhật Hàm Vận. Video idol chúc mừng sinh nhật thật hay giả vậy? Lý Tử Dương, đương nhiên là thật rồi. Mời các vị xem. Ôi trời, đây không phải là nữ hoàng Cô Thành Lâm Tiên Nhi sao? Anh Lý thật có bá khí nha, đến Lâm Tiên Nhi cũng quen biết, quá ngưỡng mộ cô rồi. Châu Hàm Vận lại có cô là mối tính đầu lưu thế. Nếu tôi là Châu Hàm Vận, đánh chết cũng không gả cho Giang Thiếu Phong phế vật. Đồ thất bại. Cười cái gì vậy, có phải não hỏng rồi không? Không phải. Cái video này của anh cũng giả quá rồi. Xin lỗi, tôi không nhịn được. Giang Thiếu Phong, anh nói vậy có ý gì? Anh nói Lý Tử Dương làm một đoạn video giả Minh Tinh chúc mừng sinh nhật của Châu Hàm Vận sao? Đại khái là ý đó. Khốn nạn, Giang phế vật, sao dám nói thế với lão tử? Lý Tử Dương, anh nên nhận rõ, chính anh tự làm mình xấu hổ mà. Lâm Tiên Nhi đã chết vì bệnh từ 10 năm trước rồi, anh để cô ấy quay một video chúc mừng sinh nhật Hàm Vận, anh có ổn không thế? Có chuyện này hả? Phế vật Giang Thiếu Phong này, làm gì cũng không nên hồn, đuổi người chính là số 1. Mẹ nó, sơ suất rồi. À cái đó, các vị à, video này thật ra là từ nửa tôi năm mời Lâm Tiên Nhi giúp tôi quay đó. Lý Tử Dương, anh cũng có lòng quá nhỉ. Nửa năm trước đã nghĩ đến việc giúp vợ tôi đón sinh nhật rồi. Mẹ nó, thằng vô dụng này. Dù sao tôi cũng đã giúp Hàm Vận chuẩn bị rồi. Còn anh, tay không đến sao? Có thấy vui vẻ không? Ai nói với anh tôi không chuẩn bị cho Hàm Vận lời chúc phúc chứ? Vậy tôi rất tò mò, anh đã chuẩn bị gì cho Hàm Vận lời chúc mừng sinh nhật như nào đấy? Có phải là lại mua một cái vòng 9 tệ trên Pinduoduo chứ? Ha ha ha. Tôi nói cho anh biết, nếu anh từ Pinduoduo mua chiếc vòng tay này nhân lúc còn sớm thì cút ra khỏi đây đi. Giang Thiếu Phong, tôi thậm chí không thể mua đồ trang sức rẻ tiền cho vợ nhé. Không tin anh trước đó còn mua vòng Phật giả cho bà. Giang Thiếu Phong, anh vẫn còn đang giả vờ gì thế? Có phải là vì bạn bè của Châu Hàm Vận đều không quen anh nên lại muốn diễn à? Mọi người có lẽ không biết, chính tên phế vật này vào ngày sinh nhật thứ 60 của bà đã tặng chuỗi hạt Phật giá 9 tệ trên Pinduoduo cho bà đấy. Ha ha ha. Thật là xui xẻo mới tìm được một con rể hờ như này. Đừng nói Angus, hôm nay là sinh nhật của chị. Em nghe chị một lần đi. Hứ. Giang phế vật, đừng lảng vảng nữa. Anh đã chuẩn bị gì để chúc mừng sinh nhật cho Hàm Vận thế? Lấy ra đi, để cho lão tử xem.你老婆过生日，你就请个酒吧驻唱来送祝福，也太寒碜了吧！谁告诉你我请的是酒吧驻唱？人家是神迹乐队，你懂不懂啊？大傻波音。哦，是吗？那你倒是给我说说，他们是什么歌神啊？是啊，张少峰，有本事你就告诉我们，这唱歌唱的这么好听的叫什么名字啊？他是神迹乐队的主唱，不信你们可以上网去查查。神迹乐队，什么狗屁名字？瞧一眼。 敢听我说他们是酒吧的驻唱，还抬举他们了，原来呀是街边卖唱的。Giang Thiếu Phong, có người đàn ông như anh không thấy, đón sinh nhật của vợ mình liền tìm một ca sĩ đường phố. Nếu anh muốn cùng ở với Châu Hàm Vận thì anh nói sớm chút, không cần nghĩ đến tâm tư này được không? Giang Thiếu Phong, anh mau cút đi đi. Châu Hàm Vận không có một người chồng kén chọn như anh. Tôi không mong anh sẽ giống Lý Tử Dương, sẽ tìm Minh Tinh gửi lời chúc phúc tới Chu Hàm Vận, nhưng ít nhất anh cũng có thể tìm được vài ca sĩ được không? Ca sĩ tuyến thứ 18 của Nam Kinh ra hát cũng hết 5 vạn rồi, nhưng anh thì sao, trực tiếp tìm một ca sĩ đường phố. Thật là mất mặt. Ban nhạc kỳ diệu không bán bài hát, không phải chứ? Tất cả các tin tức ở Trung Quốc đã được báo cáo rồi. Phế vật Giang, cậu còn giả vờ cái gì? Cứ luôn miệng nói thứ của tôi không phải. Anh thì tốt rồi. Có ý tốt như vậy sao? Ha ha ha, các người xem, thằng ngốc này không giả vờ được nữa rồi. Giang Thiếu Phong, tôi đã nói sớm với anh là làm người cư xử đúng mực đi. Nhưng anh thì sao,
coi cuộc đời như một sân khấu lớn ở Nam Kinh. Mỗi ngày đều diễn xuất. Tôi thực sự bó tay rồi đấy. Giang Thiếu Phong. Cũng quá đáng quá rồi. Giang Thiếu Phong, mau cút đi. Ở đây, không hoan nghênh cậu. Vợ à, em nghe anh giải thích. Ban nhạc kỳ diệu thật sự không bán bài hát. Chồng, tâm ý của anh em nhận được rồi. Nếu ban nhạc kỳ diệu thật sự là một ban nhạc đường phố thì cũng không sao cả. Nhưng bọn họ ấy, chú Triệu, sao ngài lại đến rồi? Tử Dương cũng ở đây hả? Cái đó, ca sĩ chính của ban nhạc kỳ diệu. Chú Triệu, chú tìm ban nhạc kỳ diệu làm gì? Nếu không phải con gái tôi nhất quyết muốn tìm ban nhạc kỳ diệu xin chữ ký. Không xin được chữ ký, con bé không ăn cơm. Tôi nghe nói ban nhạc kỳ diệu ở đây hôm nay, ở biệt thự Đào Viên biểu diễn. Vì thế mới tôi vội vàng quay lại. Không phải chứ. Chú Triệu, đó không phải là một ban nhạc đường phố thôi sao? Con gái chú muốn chữ ký của họ làm gì? Ban nhạc đường phố, Lý Tử Dương cậu sai rồi. Độ hot như nào chứ? Bọn họ rất nổi tiếng ở nước ngoài. Hơn nữa còn giành được giải thưởng lớn như Grammy. Sao có thể? Những giải thưởng âm nhạc quốc tế đó, thậm chí những ca sĩ hàng đầu Trung Quốc còn không thể giành được. Chỉ vì một vài ca sĩ đường phố còn có thể giành giải thưởng âm nhạc Grammy. Tôi còn lừa cậu à? Cho cậu xem tin tức này. Các cậu xem đi, xem. Quầy thật sao? Hóa ra ban nhạc kỳ diệu ở nước ngoài có tên là Sky. Chẳng trách tôi không tìm thấy tin tức nào về họ trên mạng. Tôi không muốn nói với cô. Tôi tìm họ xin chữ ký. Đi đây. Hàm Vận, cô đã tìm thấy một người chồng tốt. Nghe nói, ban nhạc Sky ở nước ngoài có tiền cũng không mời được bọn họ. Lần này, chồng của cô có thể mời được họ vì để hát chúc mừng sinh nhật cô. Chắc là bỏ không ít công sức nhỉ. Chồng à, anh sao có thể mời được ban nhạc kỳ diệu thế? Tốn tiền mời đó. Giang Thiếu Phong, anh nghe không hiểu tiếng người hả? Mọi người đều nói rồi, có tiền cũng không mời được nhóm Sky. Anh còn tiêu tiền. Anh chính là một đồ ngốc có tiền sao? Không sai, tên phế vật này. Anh là nói anh quen biết với nhóm nhạc kỳ diệu, tôi mới có thể tin. Anh nói là đây là anh dùng tiền mời đến. Thì thôi, anh có thể tỉnh táo một chút không? Ha, không tin thì đợi đi. Giang Thiếu Phong, anh đừng diễn nữa. Ban nhạc Sky biểu diễn miễn phí ở Nam Kinh, nửa tháng trước, 10 ngày trước khi họ ra mắt. Đây là buổi biểu diễn miễn phí cùng với buổi chúc mừng sinh nhật này giống nhau sao? Sao lại không giống nhau? Ban nhạc Sky cũng biểu diễn ở trại trẻ mồ côi mà. Như tôi thấy, chính là anh đang diễn làm trẻ mồ côi để tìm được ban nhạc Sky và cầu xin họ ghi lời chúc mừng sinh nhật cho Châu Hàm Vận hả? Châu Tiểu Cầm, cô có biết nói chuyện không thế? Anh ta có giả vờ đâu. Ai không biết? Giang Thiếu Phong, anh ta vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi chứ. Ha ha ha. Anh mới là trẻ mồ côi. Cả nhà các ngươi đều là trẻ mồ côi. Anh là đồ ngu. Giang phế và cậu cũng có bản lĩnh thì nói thêm lần nữa. Anh bỏ đi. Giang Thiếu Phong, đánh nhau vô bổ như vậy còn bắt nạt người sao? Đúng vậy Lý Tử Dương, anh cùng con rể hờ. Sao bì gì thế? Anh ta là phế vật, anh thì không phải. Tên vô dụng này, hôm nay lão tử sẽ tha cho người một lần. Nếu có lần sau thì Châu Hàm Vận cũng không cứu nổi cậu đâu. Chồng à, hôm nay là sinh nhật em, không cần làm lớn chuyện. Đúng, hôm nay là sinh nhật vợ nên tất cả đều nghe theo vợ. Kỳ lạ, tại sao Chu Quân Đào không đến? Hôm nay là sinh nhật của cô, đây là thành ý của tôi, nhận lấy đi. Cảm ơn. Đây là mẹ tôi bảo tôi đưa cô. Cảm ơn nhé. Hàm Vận sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của tôi. Cảm ơn nè. Lý Tử Dương, phế vật Giang Thiếu Phong, hai người đã chuẩn bị quà gì cho Hàm Vận rồi? Đúng vậy anh Lý Dương, đã chuẩn bị quà gì thế? Cũng không có gì, chỉ là từ Phương gia mua đến một đôi giày pha lê. Hàm Vận à, anh hy vọng sau này em có thể đeo chiếc giày pha lê anh tặng để đi trên đường Nam Kinh này. Đây thực ra là đôi giày thủy tinh do Phương gia bán. Trên thế giới đôi này chỉ có 100 bản, mỗi đôi 50 vạn. Lý Tử Dương, anh thật có bản lĩnh. Đôi giày này quý quá, anh cũng có thể mua được. Thì Hàm Vận thật quá hạnh phúc rồi. Thật sự có anh Tử Dương cầu hôn cô như vậy, còn tặng đôi giày pha lê, nhất định hy vọng cô có thể trở thành công chúa trong chuyện cổ tích. Hàm Vận, tôi thấy cậu nên tại đây ly hôn với Giang Thiếu Phong, để đến bên anh Tử Dương đi, bên nhau đi. Cảm ơn Lý Tử Dương. Đôi giày rách nát gì vậy? Cầm lấy đôi giày hôi hám của anh và cút đi. Vợ đeo đôi đó chứ. Này tên vô dụng Giang, cậu đang sủa cái gì thế? Anh có tiền mua giày thủy tinh của lọ lem không? Còn ở đó mà không cho tôi tặng hả? Phế vật Giang, anh mắc cười quá đó. Không có bản lĩnh thì bớt nói thôi. Hàm Vận có đeo giày pha lê thì liên quan gì đến anh? Anh có quản nổi không? Ai nói tôi không thể tặng nó? Tôi cũng có chuẩn bị quà cho Châu Hàm Vận. Vậy sao? Giang vô dụng,
anh đã chuẩn bị quà gì thế? Lấy ra cho mọi người xem đi. Giang Thiếu Phong, anh đã chuẩn bị quà gì cho Châu Hàm Vận vậy? Cho mọi người chiêm ngưỡng với. Quà của tôi có chút to, cũng khá quý giá. Nếu các người muốn xem, vậy thì đi theo tôi đi. Tên vô dụng này còn bắt đầu giả thần giả quỷ nữa. Chồng à, anh đã chuẩn bị cho em quà gì thế? Audi. Kết hôn 3 năm đã khiến em chịu khổ rồi. Audi mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh đã hứa sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời. Anh sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Giang vô dụng, cậu có thể tỉnh táo lên không? Giờ đã là mấy giờ rồi mà cậu đã bắt đầu mơ ngủ rồi. Nếu cậu có tiền mua Audi, vậy thì tôi cũng mua đứt công ty cửu lý từ lâu rồi. Mở to mắt của anh ra xem đi. Đây là cái gì? Là cái gì? Đây không phải chỉ là một con phố sao? Có phải anh đến chiếc Audi cũng không thấy không? Đến đây. Cậu nói tôi biết Audi đang ở đâu. Xe tôi đâu? Ha ha. Chúng tôi thấy bộ dáng hiện tại của Dương Thiếu Phong thật giống một chú hề. Không nói cũng biết là rất giống. Đây chính là kỹ năng diễn xuất của Giang Thiếu Phong à? Có chút vụng về. Kẻ hàn nhát này có ý gì thế? Đối với chúng ta chả ra gì cả. Nhiều như vậy chạy ra ngoài chỉ nhìn một cái đường. Hay là anh không chuẩn bị quà gì thì nói điều đó sớm hơn được không? Còn ở đó mà giả vờ gì chứ? Giang vô dụng ơi, nếu cậu không có tiền thì thôi bỏ đi. Nhưng cậu không có tiền, như vậy là có quá đáng rồi. Như này đi, mọi người cũng đều là chỗ anh em. Nếu như cậu muốn làm một chú hề thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm vậy với chính mình đâu. Lý Tử Dương, cậu cút đi cho tôi. Vợ à, thực ra anh đã mua cho em một chiếc Audi. Hơn 80 vạn, Audi. Hơn 80 vạn. Chém đi, cậu cứ chém tiếp đi. Sao anh không nói, anh mua một chiếc máy bay chiến đấu đi. Giang Thiếu Phong, anh có thể đừng lừa em nữa được không? Anh cứ như vậy, em thật sự giận rồi. Hôm nay là sinh nhật em, đừng làm ở đây mất mặt nữa được không? Mẹ nó. Rốt cuộc là ở đâu? Đã lấy chiếc xe của vợ tôi, đừng để lão tử tìm thấy cậu. Phế vật Giang. Cậu diễn như vậy là không được đâu. Ít nhất anh phải lấy chìa khóa xe Audi ra. Như vậy diễn mới giống. Chìa khóa xe. Em xem, anh thật sự đã mua cho em một chiếc Audi. Giang Thiếu Phong, anh thật sự là một kẻ lập dị, ngày nào cũng điên theo Lý Tử Dương. Tôi cũng phục thật sự. Thiếu Phong, em không muốn chiếc Audi của anh. Chiếc vòng này, anh vốn định chờ đến ngày kỷ niệm ngày cưới rồi mới đưa cho em, nhưng hôm nay là sinh nhật em. Audi này phế vật Giang, cậu lại diễn cái gì thế? Không tồi, thật sự không tồi. Hôm nay có thể xem hai màn kịch, 20 vạn cũng không vô ích. Đây là trái tim vĩnh cửu. Cái gì? Giang Thiếu Phong từ đâu tìm trái tim vĩnh cửu giả vậy? Bắt chước giống như vậy là chuyện gì vậy? Chồng, đây là trái tim vĩnh cửu thật, không sai. Chồng à, anh mua trái tim vĩnh cửu từ đâu thế? Không phải mua đâu, người khác tặng anh đó. Tặng sao? Giang vô dụng à, cậu đang bốc phét gì đó? Đồ đáng giá vài nghìn vạn mà Phương gia lại có thể tặng cho cậu. Cậu nghĩ cậu là ai? Là người mà anh không thể đắc tội. Khốn kiếp. Giang vô dụng, cậu đang giả vờ với tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho người Phương gia, chính mặt phơi bày những lời nói dối. Phương Đường, cái trái tim vĩnh cửu vẫn còn ở Phương gia không? Anh Hạo Dương, anh đang nói nhảm gì thế? Trái tim vĩnh cửu đương nhiên ở Phương gia. Này Giang vô dụng, sao nào? Giả vờ thất bại rồi à? Người của Phương gia cũng nói rồi, trái tim vĩnh cửu đang ở Phương gia. Chiếc vòng cổ này anh tặng cho Chu Hàm Vận là giả đó. Hóa ra chiếc vòng cổ này là giả. Nhưng sự bắt chước này cũng giống quá đi thôi. Châu Hàm Vận hay là như này. Chiếc vòng cổ này 20 vạn thì tôi mua, tôi ra 30 vạn. Hàm Vận, thứ đồ giả này không xứng đáng với giá trị của em. Lý Tử Dương, vậy mà cậu dám vứt trái tim vĩnh cửu? Giang vô dụng, tôi ném chiếc vòng cổ giả của cậu thì sao? Không phục. Thì cậu có thể làm gì? Suốt ngày tặng cho Hàm Vận cái thứ rẻ tiền này, cậu có thấy có ý nghĩa gì? Có xấu hổ không?
Chiếc vòng mà anh tặng em rất thích. Dù tất cả đều đã tan vỡ. Trái tim vĩnh cửu tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Trái tim vĩnh cửu bị nứt, nghĩa là tình yêu đã tan vỡ, không sao. Em đưa cho anh chiếc vòng cổ trước đã. Đợi ngày nào đó anh sẽ hỏi Phương gia. Có thể sửa được không? Vậy được. Cậu đừng có diễn nữa. Được không? Vẫn còn nhờ Phương gia giúp sửa lại nữa. Cậu là cái thứ gì mà Phương gia phải quan tâm cậu? Tôi xin cậu, tỉnh dậy đi. Lý Tử Dương, anh đợi đó cho tôi. Ha ha ha. Sao thế? Dương phế vật, giận rồi sao? Giận rồi thì tìm người làm gì? Tôi đến đây. Tôi chỉ lắc lắc người thôi. Thì hôm nay Lý Tử Dương tôi sợ rồi, coi như cậu thắng. Lý Tử Dương, cậu cười đi. Anh rất nhanh không cười nổi đâu. Ai đà, Giang vô dụng này. Có cái gì dùng được đều mặc lên hết rồi. Ta, ai ra? Hôm nay cậu có thể làm gì? Ai đã phá lò nung trong cửa hàng chúng tôi? Tôi làm vỡ thì sao hả? Bao nhiêu tiền tôi đền cho anh? Con số này, bao nhiêu? 3 vạn. Thứ này chỉ là vật trang trí, mà có giá 3 vạn. Anh muốn lừa tôi hả? Bỏ đi. Thứ lão tử có là tiền. Quẹt thẻ đi, quẹt thẻ đi. Xin lỗi, lò nung đó không đến 3 vạn. Nhưng 300 triệu. 300 triệu. Cậu đang lừa ai vậy hả? Coi lão tử như thằng dễ bị lừa à? Không có tiền chứ gì. Quản lý nói như nào? Không lấy ra được 300 triệu. Các người hôm nay đều để mạng lại đây. Anh nói cái gì? Anh dám giết người? Con khốn này. Cô cũng không xem đây là địa bàn của ai. Biệt thự Đào Viên là chỗ của Châu Thiếu. Lão tử giết chết cô ở Nam Kinh, ai dám nói đỡ cho cô? Châu gia là con trai của ông Bảo. Đại ca có lời thì từ từ nói, đừng có đánh người. Nói từ từ. Hôm nay các người muốn tiền hay muốn mạng? Được, 300 triệu đúng không? Đợi tôi gọi điện thoại. Nhưng mà tôi có lời không hay này nói trước mặt. Nếu như cái lò nung đó không đáng 300 triệu thì Lý gia chúng tôi không thể để yên cho các người đâu. Hứ. Thật đó, chiếc bình vỡ đó mà có giá 300 triệu. Vật 300 triệu lại bỏ vào một phòng riêng giá 10 vạn một đêm. Ông chủ biệt thự Đào Viên quá hào phóng phải không? Chuyện gì thế? Tại sao bố tôi không nghe điện thoại? Kỳ lạ, thư ký Mã cũng không trả lời cuộc gọi của tôi. Alo chú Tôn, là tôi Lý Tiểu Dương, chú có biết bố tôi đi đâu không? Thiếu gia, không ổn rồi, Lý gia phá sản rồi, cha của cậu vì trốn nợ đã chạy ra nước ngoài rồi, cậu cũng nhanh chạy trốn đi. Cái gì? Lý gia phá sản rồi, sao có thể chứ? Chú Trương, chú nói rõ cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ai ra, đừng hỏi nữa, mau chạy đi. Lolo. Lý Tử Dương, anh đang nghĩ biệt thự Đào Viên là sân khấu lớn của Nam Kinh à? Anh ở đây đóng kịch bố tôi ở đâu sao? Giang vô dụng, anh đang nói cái quái gì thế? Anh chính là không lấy được 300 vạn ra mà cứ ở đó mà ba hoa với tôi phải không? Ai nói tôi không lấy được ra 300 vạn? Trong thẻ này có 300 triệu. Quẹt thẻ. Thẻ quản lý đã bị chặn. Người đâu? Đánh cho tôi. Tiểu tử, cậu rất thích giả vờ phải không? Tiếp tục trả vờ đi. Lão tử chính là chuyên trị những đứa ngốc như cậu. Không còn tình còn lãng phí thời gian. Ai ra đừng. Các anh đừng đánh nữa. Người phụ nữ này có tiền. Các anh tìm cô ấy lấy 300 triệu. Ô, lại còn là gái xinh. Mỹ nhân, muốn giữ mạng thì lấy 300 triệu ra đưa tôi. Nếu không, xem chuyện gì xảy ra với anh ta đi. Đại ca, tôi không có 300 triệu. Tôi cũng không có. Không có tiền. Sao còn dám làm vỡ lò nung của châu gia? Ôi trời, mang tên này đi. Ném xuống sông cho cá ăn. Giữ phụ nữ lại, lôi đến câu lạc bộ của chị Triệu. Khi nào đền đủ 300 triệu thì thả cho bọn họ đi. Vâng quản lý, đều dừng tay cho tôi. Đừng có chạm vào vợ tôi. Lò nung là bị Lý Tử Dương làm vỡ thì có liên quan gì đến dựa vào cái gì mà bọn tôi phải dựa vào cái gì? Chính là dựa vào lão tử thích.
vui vẻ đúng không? Đợi chút thì anh đừng có hối hận đấy. Tên ngốc này, sao lại ra vẻ nữa rồi vậy? Không nhìn thấy chuyện xảy ra với lão tử à? Đứa con ở rể, đúng thực không mong chờ gì. Giang Linh nói không sai, tên phế vật này chính là chạy theo mà không cần suy nghĩ. Cái thứ rác rưởi này giỏi khoe khoang ghê cơ. Cô, cậu sẽ khiến tôi hối hận phải không? Bây giờ lão tử sẽ làm điều đó cho cậu. Ta, dừng tay, Châu thiếu ngài đến rồi. A vượng, chuyện gì thế? Tại sao đưa người vào đây để gây rắc rối vậy? Tên ngốc đó đã làm hỏng chiếc lò nung của anh. Lò nung của tôi bị vỡ rồi. Cái quái gì vậy? Ai làm vậy? Chính là tên tiểu tử kia. Hừm. Nhớ kỹ, Giang Thiếu Phong chính là thủ lĩnh ngầm của cô Thành. Sau lưng của anh ta còn có cả Giang Nam. Một nhân vật lớn như vậy, không phải người mà Chu gia chúng ta có thể đắc tội. Biết chưa, Giang? Giang tiên sinh, thật sự xin lỗi. Đều là do em trai A Vương của tôi không hiểu chuyện. Đã dọa các vị, cho tôi xin lỗi mọi người nhé. Rất xin lỗi. A Vương, cậu bị làm sao thế? Không phải tôi đã nói cậu. Những người khác đến biệt thự Đào Viên của chúng ta để ăn tối, đó là cho tôi, cũng như bố tôi mặt mũi. Cậu thì tốt rồi, làm phiền sự yên tĩnh của khách. Châu gia không phải là người làm ăn hài hòa. Nói như vậy sao? A Vương à, cậu nghe rõ cho tôi. Nếu ai dám nói xấu về biệt thự Đào Viên, còn có làm hỏng bảo bối của tôi, thì tôi sẽ xử chết anh ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Tôi sai rồi, sau này không dám nữa. Châu gia, lò nung đó, họ có cần phải bồi thường không? Bồi cái gì mà bồi? Tôi sớm thấy cái lò nung đó không vừa mắt rồi. Hôm nay nếu không bị vỡ, ngày mai tôi cũng sẽ đập nó đi. Tình huống gì vậy? Toàn bộ biệt thự Đào Viên ai không biết? Châu Thiếu coi lò nung đó như báu vật, sao có thể không cần bồi thường chứ? Lý Tử Dương tên chó đó làm vỡ đồ, phải bồi thường chứ? Giang tiên sinh, mọi người từ từ ăn nhé, bữa này tính cho tôi. Còn giờ tôi đưa người rời đi, ây thật xin lỗi. Chúng ta không cần đền bù lò nung đó sao? Ừm, Lý Tử Dương. Anh đi trốn chui trốn lùi, bán đứng tôi. Phế vật Giang, cậu nhìn cái gì? Nếu không phải Châu gia tính tình tốt, anh có nghĩ anh vẫn an toàn đứng đó không? Tùy theo anh nghĩ, tôi không tranh cãi với những đứa trẻ mồ côi không có cha. Giang Thiếu Phong, anh có bản lĩnh thì nói lại lần tôi. Nữa. Giang Thiếu Phong, anh nói lời châm biếm có ý nghĩa gì cơ chứ? Giang Thiếu Phong, anh nói lời châm biếm ở đây có ý nghĩa gì cơ chứ? Chỉ xúc phạm người bị thương. Thật là tiểu nhân. Thật không biết, Châu Hàm Vận lúc đó tại sao lại giả cho một người đàn ông đầy mưu mô như anh. Giang Thiếu Phong, tôi cảnh cáo anh, sau này Châu Hàm Vận ra ngoài, anh bớt đi theo được không? Mỗi lần anh ở đây, chúng tôi đều phải đối mặt với nguy hiểm. Giang Linh, cô đừng nói nữa. Mau gọi điện cho bác sĩ đi. Lý Tử Dương, anh không sao chứ? Hàm Vận, anh không sao, nằm hai ngày viện là ổn thôi. Đàn ông mà, rất bình thường. Anh không phải là kẻ vô dụng như Giang Thiếu, có chút cực kỳ. Liền khóc lớn, như một đứa yếu đuối. Lý Tử Dương, hôm nay anh không đến được bệnh viện rồi. Giang Thiếu Phong, cậu đang nói gì thế? Ông đây không đi bệnh viện, thì đi đâu? Đến nhà cậu, ngủ cùng với vợ cậu sao? Ngày hôm nay anh nói rất nhiều, phế vật chỉ có tên vô dụng Giang Thiếu. Hôm nay lão tử sẽ dạy cậu một đạo lý. Nói ít thì làm được việc nhiều, hiểu chưa hả? Người khác nói anh ta còn không nghe. Thật sự không hiểu, lại có người đàn ông như anh ta. Quãng đời còn lại anh ta đều là vô dụng, không thể ngẩng cao đầu. Ai gọi Lý Tử Dương? À, Châu Thiếu, cậu tìm tôi. Hóa ra anh là Lý Tử Dương. Ôi đúng là tôi. Châu Thiếu, anh, tại sao anh lại đánh tôi? Tại sao? Ghi chép phòng riêng cũng là do anh tùy ý ký vào. Anh cũng xứng sao? Người đâu? Đem tên phế vật nào vứt xuống hồ cho cá ăn. Hóc oa, Châu gia tôi sai rồi. Anh thương xót tôi đi, đừng ném tôi xuống sông cho cá ăn. Cầu xin anh. Hàm Vận, Giang Linh, mau gọi điện báo án giúp tôi. Tôi không muốn đâu. Xin anh đó, vị đại ca này, có gì thì từ từ nói thôi. Thả bạn tôi ra trước được không? Có gì thì từ từ nói. Gọi là gì chứ? Cô dám đến dạy ông làm việc à? Cô ấy là vợ tôi, Hàm Vận, Châu Hàm Vận. Tôi sẽ thả bạn của cô ra luôn đây. Các người đều dừng tay hết cho ta. Hàm Vận, cảm ơn em. Chồng,
chúng ta về nhà trước đi. Ừm. Đi cũng được, nhưng anh phải trả tiền cho bữa ăn này. Nhất là ai đã ký vào tài khoản và trả tiền cho bữa ăn này. Lý Tử Dương, nếu hôm nay anh không đem trả cho bữa ăn này, thì đừng có hỏng rời đi. À, Châu Thiếu, chẳng phải tôi đã trả bữa ăn này rồi sao? 20 vạn đó. Lý Tử Dương, anh đang giỡn mặt hả? Ông hôm nay nói cho cậu biết bữa ăn này trị giá 500 vạn. 500 vạn? Sao có thể? Rõ ràng tôi đã đặt một chiếc riêng trị giá 20 vạn thôi mà. Chẳng lẽ Chu Quân Đào cố ý muốn giết tôi sao? Châu Thiếu, cái gì? Bây giờ tôi không có 500 vạn bên mình. Hay là như này, anh cứ để cho tôi đi trước, ngày mai tôi đem tiền mang đến biệt thự Đào Viên. Để cho anh đi. Ây, ây ra. Không thể nào. Lý Tử Dương, hôm nay lão tử nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không trả tiền ăn bữa cơm này, thì lão tử sẽ đem cậu mang xuống sông cho cá ăn. Nghe rõ chưa hả? Tôi. Tiền ăn bữa này mọi người cũng nhau trả đi. Cái gì? Lý Tử Dương, anh có ý gì thế? Chiều nay anh ấy cứ khăng khăng nói phòng riêng này là đặt cho Châu Hàm Vận, giờ lại nói chúng ta cùng nhau trả. Anh xem có hợp lý không? Có gì không hợp lý chứ? Lão tử nói cùng nhau trả thì cùng nhau trả, không bỏ tiền ra được đó là chuyện của các người, liên quan gì đến tôi? Châu Thiếu, đôi giày này tôi mua 20 vạn, còn lại 480 vạn. Anh quản những người này đi. Lý Tử Dương, anh có ý gì đây? Đem quà tặng cho Hàm Vận lấy lại cũng tính là đàn ông sao? Đồ của tôi làm chủ, liên quan gì đến cô? Châu Thiếu, bây giờ tôi có thể đi chưa? Cút. Được ạ. Đi cái gì mà đi, Lý Vô Dụng à? Quay về tìm bố đi nào. Bố anh không cần anh nữa rồi. Mồ côi, không phải lúc nãy anh nói bữa cơm này anh mời sao? Sao giờ lại bảo chúng tôi đưa? Số tiền còn lại, để tôi trả cho. Anh trả. Giang Thiếu Phong, anh muốn tôi cười chết sao? Đến 50 tệ nạp tiền điện thoại, anh cũng không có. Bây giờ còn muốn bỏ vài trăm vạn ra. Giang Thiếu Phong, anh có thể đừng diễn nữa không? Anh không có tiền thì đừng có phí lời nữa, được không? Còn bao nhiêu tiền? Giúp tôi tính một chút. Giang tiên sinh à, không cần, thật sự không cần. Tôi nói rồi, bữa cơm này tính vào cho tôi, đúng không? Mọi người tiếp tục uống đi. Tôi đi trước đây, có chuyện gấp, tạm biệt nhé. Tiệc sinh nhật hôm nay, để cho mọi người kinh ngạc rồi. Xin lỗi nhé, Châu Hàm Vận thực sự không trách cô. Có trách thì trách Giang Thiếu Phong, tên phế vật đó. Đều vì anh ta, nếu không phải chạy đi tham gia cuộc vui, nếu không phải sao chổi này ở đây, thì biệt thự Đào Viên của Châu Thiếu có thể đến và gây rắc rối cho chúng ta không? Anh ta chính là một ôn thần. Chính xác. Giang Thiếu Phong chính là sao chổi. Mỗi lần anh ta xuất hiện đều không có chuyện tốt. Đúng. Cho dù hôm nay Thiếu Phong không có ở đây thì cũng sẽ có rắc rối. Chúng ta cũng không thể tránh khỏi phiền toái xảy ra mà. Mọi người đừng phàn nàn nữa. Vậy thì không có gì để nói rồi. Alo. Châu Hàm Vận, mẹ tôi gọi điện cho tôi có chút việc. Vậy thì tôi đi trước nhé. Buổi sinh nhật hôm nay đến đây thôi. Được, vậy thì sau này hội ngộ sau nhé. Chị Hàm Vận, trên đường cô cẩn thận nhé. Hàm Vận, về rồi nhớ gửi tin nhắn cho tôi. Ừm. Mọi ngu ua đi đường cẩn thận. Vợ, em sao thế? Chồng ơi, anh hãy để em ôm một lát. Chỉ một lát thôi. Vợ ơi, em đừng sợ. Chỉ cần có anh ở đây, ở Nam Kinh này không ai dám bắt nạt em. Chồng à, cảm ơn anh. Con gái, hai người đang làm gì thế? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Sớm không xuất hiện, muộn cũng không. Tại sao lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt? Đây không phải là phá hỏng chuyện tốt sao? Giang Thiếu Phong, phế vật này, dám khinh thường con gái tôi đánh chết cậu. Ôi mẹ ơi, sao mẹ có thể nói là xem nhẹ? Con và Hàm Vận đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi thì làm sao? Cậu vẫn thật sự tưởng là thì Hàm Vận nhà chúng tôi liền sinh con cho cậu à? Đừng nằm mơ nữa. Cậu cứ chờ bị đoạn tử tuyệt tôn đi. Mẹ đừng mắng Thiếu Phong nữa mà. Mẹ tìm con có chuyện gì? Ây, bố con trả lời thư rồi. Cái gì? Bố có tin tức rồi. Bố ở đâu vậy? Con rất nhớ ông ấy. Mẹ cũng không biết ông ấy ở đâu. Đây là bố con viết đó sao? Bố ơi, con rất nhớ bố. Vợ à, hay là chúng ta mở nó ra xem bố nói gì nhé.
Sao lại như này chứ? Có phải là có ai giả làm bố? Sau đó trêu chúng ta không? Không thể nào. Đây chính là netbook của bố. Vợ à, trước tiên em cứ đưa bức thư này em bảo quản. Không cần đâu, đồ bố đưa cho em. Em sẽ trân trọng nó. Cho đến khi ông ấy nguyện ý quay về tìm em. Vợ, muốn ăn gì nào? Anh đi mua cho em. Em không muốn ăn. Vậy anh mua cho em bột chiên và sữa đậu nành nhé. Không cần đâu. Hôm nay em sẽ đến vùng mới Nam Kinh một chuyến. Chiều sẽ không quay lại ăn được. Alo. Giúp tôi tra một chút. Hôm qua ai đã trộm chiếc Audi của tôi? Thiếu gia, tìm ra rồi. Chiếc Audi đó đã đậu trái phép, nên bị kéo đi rồi. Phố Thích Long không còn cho phép đỗ xe từ khi nào? Dường như chỉ có thể đợi đến ngày kỷ niệm ngày cưới, rồi mới tặng được chiếc Audi này cho vợ rồi. Thiếu gia, người của Lý gia đã đắc tội với cậu rồi hả? Đó là vì Lý Tử Dương làm vỡ trái tim vĩnh cửu của tôi. Chú Vương, giúp tôi hỏi Phượng gia một chút, liệu trái tim vĩnh cửu này có thể sửa được không? Vâng thiếu gia, bây giờ tôi sẽ đi hỏi. Vào đi. Người Phương gia nói trái tim vĩnh cửu này có thể được sửa. Vậy thì tốt. Thiếu gia, Giang Nam Thành bên họ muốn gặp cậu. Vừa này cũng gọi điện cho tôi rồi. Cậu xem hay là sắp xếp thời gian không gặp. Thiếu gia, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đi từ chối lời mời của Giang Nam Thành. Alo vợ, sao vậy? Chồng à, anh có thể đến đường Mạnh Thành đón em không? Em không bắt được xe. Được, anh đến đây. Châu Hàm Vận, thật sự là cô sao? Từ xa đã nhìn thấy cô rồi, nhưng không dám nhận. Đề Mặc à, trùng hợp quá. Mới vài năm không gặp. Hoa Khôi học đường tôi còn thua kém cậu rồi. Đâu có, Đề Mặc không phải cậu vẫn rất quyến rũ sao? Ôi, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Đi, chúng ta qua quán cà phê bên đó nói chuyện. Châu Hàm Vận, tôi nghe nói cậu kết hôn rồi. Chàng trai may mắn nào có thể giúp được một người phụ nữ xinh đẹp như cậu vậy. Chồng của tôi chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Làm việc ở đâu vậy? Tiền lương bao nhiêu? Bao tuổi rồi? Đàn ông một tháng không kiếm được một vạn thì không đáng dựa dẫm. Ừm, nhất định phải kiếm được. Một vạn sao? Sao hả? Có phải chồng cậu không có việc làm không? Như này là không được. Thời đại này, đàn ông không có việc chỉ dựa vào phụ nữ. Đây không phải là dựa hơi vợ sao? Người đàn ông như vậy cũng gọi là đàn ông à? Không phải đâu, chồng tôi có công việc. Đề Mặc. Đây là chồng của tôi, Phương Đại Đông, con trai cả Nam Kinh Phương, có tài sản hơn 100 triệu đô la Mỹ. Ai Đề Mặc? Vị này là... Cô ấy là người trước đây em nói Châu Hàm Vận. Ô, chào cô. Tôi thường nghe Đề Mặc nhắc đến cô. Nói cô là... Á Khôi của trường. Đúng không? Nào có đâu, chúng tôi chỉ có mình Đề Mặc là Hoa Khôi thôi. Được rồi, mọi người đừng đứng đây nói chuyện nữa, ngồi xuống đi. Đề Mặc, rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Là như này, con trai thầy Mã ngày mai kết hôn rồi, cậu có muốn cùng tớ tham gia hôn lễ không? Lúc học cấp 3 đó, thầy Mã đối xử với cậu thật sự cảm mến, đến mức tôi cũng thể tin được luôn ấy. Nếu cậu không đi, cậu liền làm cho trái tim của thầy Mã đau đó. Con của thầy Mã kết hôn. Ngày mai tôi sẽ đi. Tới lúc đó hãy nhớ đem theo chồng của cậu tới nữa. Các bạn cùng lớp cũng muốn biết cậu gả cho một người đàn ông như thế nào. Các bạn cùng lớp đều muốn biết cậu gả cho một người đàn ông như nào. Cái này hay là bỏ đi. Ngày mai mình tôi đi là được. Tại sao lại bỏ đi? Lẽ nào chồng của cậu không đẹp trai, không thể gặp người khác? Không phải đâu. Nếu không phải thì đừng lề mề chậm chạp nữa. Trưa mai hẹn gặp cậu ở khách sạn Nam Kinh. Nhớ hãy dẫn theo chồng cậu đó. Vậy được thôi. Châu Hàm Vận, nhà của cậu ở đâu? Hay là để bọn tôi lái xe đưa cậu về? Muộn như vậy rồi, một mình cậu đi về không an toàn.
thật sự không hiểu chồng cậu nghĩ như nào. Vậy mà không đến đón cậu nữa, không cần đâu, chồng tôi lúc nữa sẽ gọi xe đến đón tôi. Gọi xe taxi sao, ha ha. Không phải chứ, Châu Hàm Vận, chồng của cậu không có xe sao? Thời đại này, lại có người đàn ông không có tiền để mua xe, ha ha. Ây Châu Hàm Vận, nói về điều kiện của chúng ta đi, đừng nói gả cho nhà giàu, tìm một công tử, đối với cô không vấn đề gì mà, cô ở đâu tìm thấy người chồng, đến xe cũng không mua nổi thế. Vậy thì chồng cậu không được rồi. Rốt cuộc một tháng anh ấy kiếm được bao tiền thế, thực sự không được rồi, để cho anh ta đến công ty Đại Đông của tôi làm việc đi. Không cần đâu, tôi đây cũng là vì tốt cho cậu. Cậu không sợ anh ấy sẽ làm cậu mệt mỏi sao? Hay là như này, đợi chồng cậu đến sau đó, chúng ta cùng đi. Alo vợ à, chồng đến đường Mạnh Thành rồi, chồng ở đâu? Chồng ở đường Mạnh Thành mà. Chồng đi xe gì thế? Đó là một chiếc Audi màu xanh. Ở phía đằng sau em đó,